Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game chương 1524, bảo thạch trên mặt nhẫn. Mà anh muốn đưa tay lấy chiếc nhẫn trên tay thiếu nữ kia, nhưng do dự một chút, vẫn không đưa tay, quay đầu nhìn về phía Chu Văn, trong mắt rõ ràng có ý vị khẩn cầu. Sát Ma, biết thiếu nữ này có lai lịch gì không? Chu Văn hỏi Sát Ma một bên nói. Chưa thấy qua, ít nhất trong đại chiến thần thoại vẫn chưa từng xuất hiện. Sát Ma nhìn kỹ một hồi, trầm ngâm nói: có điều nếu được thất ác ma bất phàm này bảo hộ tất nhiên có cực lai lịch lớn có thể không động vào mà nói tốt nhất vẫn không nên đụng vào chu văn cũng cảm thấy tốt nhất không nên đụng vào nàng rất giống điềm điềm nếu như nàng thật sự mạnh mẽ giống ác ma vậy muốn cầm đồ vật trên người nàng là chuyện gần như không thể có điều thoạt nhìn thiếu nữ này đã mất đi sinh cơ động tĩnh lớn như vừa rồi cũng không khiến nàng bừng tỉnh khả năng đã tử vong cho nên có thể thử một lần cúi đầu nhìn ma anh một chút thấy ánh mắt tràn đầy chờ mong của nàng chu văn vẫn quyết định nên thử một lần trong lòng chu văn rõ ràng đồ vật ngay cả ma anh không lấy được mặc dù đẳng cấp bản thân hắn cao hơn ma anh nhưng muốn lấy chỉ sợ không an toàn như vậy triệu hồi ra tù long giáp mặt lên người chu văn ngưng tụ lực lượng toàn thân tiến hành phòng ngự lúc này mới đưa tay đi hái chiếc nhẫn trên tay thiếu nữ kia thất ác ma phía dưới nhe răng nhếch miệng bộ dáng muốn ăn tươi nuốt sống chu văn ma anh trừng chúng nó liếc mắt chúng nó lập tức trục về chỉ hạ mặt hung hăng nhìn về phía chu văn bành ngón tay chu văn vừa đụng vào chiếc nhẫn cũng cảm giác một cỗ lực lượng cưỡng đại bắn hắn ra thân thể như viên đạn va vào vách tường cũng may chu văn triệu hồi ra hỗn độn đảng hỗn độn đảng liên tục bật lộn vừa đi vừa về giữa vách tường một lúc lâu về sau mới chậm rãi ngừng lại lực lượng này làm sao so với thời điểm vừa rồi ma anh đi lấy mạnh hơn rất nhiều chu văn há miệng phun một nguồn máu thời điểm vừa rồi ma anh đi lấy mặc dù cũng bị lực lượng kia bắn ra nhưng lực lượng kia rõ ràng so với thời điểm chu văn cầm yếu hơn nhiều bằng không chỉ sợ thân thể ma anh trong nháy mắt tan tành chu văn một lần nữa trở lại trên bàn nhìn thiếu nữ tóc bạc không rõ sống chết kia cau mày suy tư năng lực khôi phục của hắn không tệ vết thương đang từ từ khôi phục nhưng coi như thương thế tốt lên nếu vẫn dùng phương pháp tương tự chỉ sợ không có khả năng hái chiếc nhẫn kia xuống Ma anh vẫn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia, rõ ràng nàng hết sức để ý đối với chiếc nhẫn này. Chu Văn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia một hồi, chiếc nhẫn dùng chất liệu kim loại, cũng không biết đây là kim loại gì, viên bảo thạch kia không phải kim cương, bên trong mang theo từng tia từng tia lam sắc nhạt. Rõ ràng trong suốt, nhưng vô luận đứng tại góc độ nào, đều không thấy bên trong bảo thạch kia có gì. "Ngươi muốn chiếc nhẫn hay bảo thạch?" Chu Văn hỏi Ma anh. "Bảo thạch" Ma anh vội vàng nói. Vậy dễ làm. Chu văn trực tiếp triệu hồi ra kim giao tiễn, để nó dùng kỹ năng nhất đao lưỡng đoạn, cắt về phía chiếc nhẫn kia. Công. Chỉ nghe một tiếng kim loại giao minh, kim giao tiễn có thể cắt đôi địa ngục cấp sinh vật lại không thể lưu lại vết tích gì trên chiếc nhẫn kia. Ngược lại kim giao tiễn bị đẩy lùi ra ngoài, bay qua bên cạnh gương mặt chu văn, nếu không phải chu văn tránh nhanh, kém chút nữa cái đầu hắn bị gọt sạch kim giao tiễn trực tiếp cắm vào bên trong vách tường chỉ để lại chui bên ngoài kim giao tiễn rung động một hồi lâu mới bay ra ngoài trong lòng chu văn hơi thất vọng kim giao tiễn có lực phá hoại cường đại như vậy còn không làm gì được chiếc nhẫn kia muốn lấy được chiếc nhẫn kia chỉ sợ rất khó ma anh muốn chiếc nhẫn như vậy đoán chừng nàng vô cùng cần nó khả năng cao giúp nàng tiến hóa chu văn không muốn cứ như vậy từ bỏ ma anh tiến hóa thực sự quá khó khăn nàng căn bản không ăn những kết tinh kia đồ vật bình thường cũng không cách nào giúp nàng tiến hóa, thật vất vả tìm được thứ nàng cần, dù thế nào cũng phải thử một lần. Chu Văn ngẫm lại, lại lấy ra lục tiên kiếm, toàn lực một kiếm chém về phía chiếc nhẫn. Công! Lục tiên kiếm trong tay Chu Văn bay ra, phía trên chiếc nhẫn vẫn không lưu lại bất kỳ vết thương nào. Chiếc nhẫn kia rốt cuộc là cái gì? Thiếu nữ này thật sự là Satan sao? Chu Văn càng phát giác, khả năng thiếu nữ này là Satan rất cao. Trong rất nhiều truyền thuyết, Satan đều là quái vật loại hình cự xà hay xích long vân vân, mà thiếu nữ trước mắt lại mỹ lệ dị thường, nếu nàng là Satan, Chu Văn càng tin tưởng giả thuyết Satan và Lucifer cùng là một người hơn. Điềm điềm là thượng đế, như vậy đoạn lạc thiên sứ Lucifer kia hẳn là thiếu nữ này, dù sao thiên sứ cũng do thượng đế sáng tạo, có lẽ Lucifer được tạo ra theo khuôn mẫu của thượng đế. Chu Văn thầm nghĩ một hồi, quyết định lại thử một lần nếu cưỡng ép chặt đứt chiếc nhẫn không có khả năng chu văn cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp hái chiếc nhẫn trên tay thiếu nữ kia xuống cũng may chu văn luyện rất nhiều nguyên khí quyết hắn vận chuyển đủ loại nguyên khí quyết hy vọng có một loại lực lượng nào đó khiến chiếc nhẫn hoặc thiếu nữ kia không gạt bỏ hắn có lẽ có thể thành công lấy chiếc nhẫn xuống bành hỗn độn đệ nhất trật tự không thể thành công chu văn bị chấn bay ra ngoài bành đạo quyết cũng không thể thành công bành bành luyện khí quyết, yêu thần huyết mạch đồ lục, ma thần kỹ các loại nguyên khí quyết từng loại từng loại thất bại, chỉ cần đụng vào chiếc nhẫn, Chu Văn sẽ lập tức bị bắn ra ngoài. Chu Văn lau đi máu tươi trên khóe miệng, lần nữa đi tới bên cạnh thiếu nữ kia, lần này hắn vận chuyển cổ hoàng kinh, đây đã là loại nguyên khí quyết cuối cùng trên người hắn, nếu ngay cả cổ hoàng kinh cũng không làm được, chỉ sợ phải từ bỏ. Hào quang nhân hoàng trên thân Chu Văn nở rộ, khiến cả người hắn phản phất biến thành hư ảnh, Hắn duỗi tay cầm bắn ra hào quang kia, ngón tay lần nữa chạm lấy chiếc nhẫn. Bành. Chu Văn Sau bất kỳ lần nào càng nhanh đánh bay ra ngoài, tốc độ ngang ánh sáng, còn không kịp triệu hoán hỗn độn đảng ra, đụng phía trên bức tường. Một tiếng vang ầm ầm thật lớn, bức tường vô cùng kiên cố, dày mấy mét đều bị Chu Văn va sụp. Tù Long giáp trên thân Chu Văn đã bị đâm ra từng vết nứt, bộ phận phía sau lưng càng vỡ vụn một mảng lớn. Phốt! máu tươi trong miệng chu văn dân trào hắn giãy dụa mấy lần đều không thể đứng lên chỉ cảm thấy toàn thân không biết vỡ vụn bao nhiêu xương cốt ma anh đi tới bên người chu văn đánh giá vết thương trên thân chu văn ánh mắt mang theo lo nghĩ lắc đầu với chu văn tự hồ muốn nói chu văn không cần thử nữa nàng không muốn bảo thạch kia chu văn triệu hồi ra một viên thần thoại cấp đan tin sau khi nuốt viên đang dược kia vào vết thương trên thân thể nhanh chóng khôi phục chỉ chốc lát sau đã khôi phục như cũ Chu Văn đứng lên, muốn đi về phía thiếu nữ kia, lại bị Ma Anh kéo lấy góc áo. Không cần. Ma Anh nhìn Chu Văn lắc đầu liên tục, ánh mắt rất kiên định. Đã thử nhiều lần như vậy, thử thêm lần cuối cũng không sao. Chu Văn còn muốn thử một lần nữa, không sử dụng bất luận lực lượng gì khác, chỉ dùng mê tiên kinh thử lần cuối. Bản thân mê tiên kinh hết sức thuần túy, Chu Văn còn muốn thử một lần nữa, không sử dụng bất luận tác dụng gia trì gì lớn chỉ có phương diện vận dụng nguyên khí vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng loại mạnh mẽ này không phải áp dụng với chiến đấu, cho nên bình thường Chu Văn rất ít khi sử dụng Mê Tiên Kinh chiến đấu, trên cơ bản đều sử dụng kèm theo một loại nguyên khí quyết mô phỏng. Hy vọng có tác dụng đi. Hiện tại Chu Văn ôm lấy thái độ chữa ngựa chết như ngựa sống, tình huống đã đến nước này, nếu không đem mọi khả năng thử một lần, làm sao cũng không cam tâm. Mê Tiên Kinh kỳ thực không cần Chu Văn vận chuyển nó một mực không ngừng tự động vận chuyển sinh sôi trong cơ thể chu văn nếu đem tất cả nguyên khí quyết còn lại khu trừ mê tiên kinh sẽ trở thành trạng thái nguyên thủy nhất ngay cả đại nhân còn không lấy được người thử tiếp cũng vô dụng thôi tốt nhất nhanh nhanh một chút đi ta vẫn luôn cảm giác nơi này có chút là lạ sát ma không muốn ở lâu tại chỗ nguy hiểm này thúc giục chu văn mau mau rời đi chu văn không để ý tới hắn sau khi đem mê tiên kinh trở về nguyên bản lại thu hồi tù long giáp trên người duỗi một tay ra sờ vào tay của thiếu nữ kia kỳ thật chu văn cũng biết cơ hội thành công không cao ngay cả thủ pháp thâu thiên hoáng nhật còn không thể lấy chiếc nhẫn kia xuống loại nguyên khí quyết không có năng lực đặc thù như mê tiên kinh khả năng tạo nên tác dụng không cao chu văn vẫn muốn thử một chút xem năng lực mô phỏng của mê tiên kinh hữu dụng không có thể mô phỏng khí tức thiếu nữ kia cũng khó nói đương nhiên đây là một loại vọng tưởng yêu thần huyết mạch đồ lục còn không thể quét hình thân thể thiếu nữ kia, không cách nào biến thành bộ dáng của nàng. Loại nguyên khí quyết thuần túy mô phỏng khí tức như mê tiên kinh trên đối với người không có khí tức, đoán chừng quá sức. Trong lòng lóe lên đủ loại suy nghĩ, ngón tay Chu Văn đã đụng vào chiếc nhẫn trên tay thiếu nữ kia. Chu Văn đã chuẩn bị tốt tình huống bị bắn ra, nhưng đầu ngón tay chạm lên chiếc nhẫn kia, lại không phát sinh bất kỳ chuyện gì. Không sao. Chu Văn vui mừng quá đổi mặc dù mê tiên kinh không có khả năng mô phỏng khí tức thiếu nữ kia trên thực tế thiếu nữ kia như người chết căn bản không có khí tức cũng không cách nào mô phỏng thế nhưng cuối cùng mê tiên kinh thường thường không có gì lạ lại giúp chu văn đụng vào chiếc nhẫn mẹ nó ngược lại chiếc nhẫn kia đặt nơi này cũng vô dụng cho ta mượn dùng sau này nếu ngươi có gì cần giúp báo mộng cho ta muốn quần áo phòng ở tiền mặt cái gì ta đều đốt cho ngươi chu văn một bên nói một bên cẩn thận từng ly từng tí nâng ngón tay thiếu nữ kia lên, một cái tay khác chậm rãi rút chiếc nhẫn ra. Trống. Mắt thấy chiếc nhẫn sắp rời khỏi ngón tay thon dài của thiếu nữ kia, thất ác ma lập tức nổi giận, các loại hào quang trên thân dân trào lên, hóa thành hư ảnh bao phủ thân thể bọn nó, từng cái giữ tận gào thét, muốn xông lên xé ăn chu văn. Cút. Ma anh quát nhẹ một tiếng, bảy ác ma đang nổi giận kia lập tức tắt ngấm khí diễm, mặc dù không lập tức lui xuống, nhưng cũng không dám xông lên nữa, đứng nơi đó mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Thừa dịp Chu Văn đã lấy chiếc nhẫn trong tay thiếu nữ kia xuống, cũng may không xảy ra bất trắc gì. Đa tạ. Chu Văn cầm chiếc nhẫn thả trên bàn tay, chắp tay trước ngực bái thiếu nữ kia một cái, sau đó đem chiếc nhẫn vứt cho Ma Anh. Làm sao lấy được? Trước đó không phải ngươi cố ý diễn kịch, muốn lấy hảo cảm của đại nhân nhà ta ư? Sát Ma một mặt hoài nghi nhìn Chu Văn nói, vừa rồi chu văn bùng nổ các loại sức mạnh đều không thể lấy xuống chiếc nhẫn hiện tại không hề làm gì lại có thể lấy chiếc nhẫn xuống khiến sát ma hoài nghi hành động vừa rồi của chu văn đều là diễn trò chu văn lười để ý hắn bảy con ác ma kia thấy chiếc nhẫn đã rơi vào tay ma anh đều xì hơi không có ý nghĩ xông lên nữa ma anh nhận chiếc nhẫn rời khỏi tay thiếu nữ kia bản thân chiếc nhẫn không gạt bỏ ma anh nữa thời điểm ngón tay ma anh đụng phía trên mặt viên bảo thạch kia bảo thạch kia như giọt nước rơi trên đầu ngón tay Ma Anh, hơi rung nhẹ, như giọt nước trên lá sen. Ma Anh thuận tay ném chiếc nhẫn trên mặt đất, sau đó đem viên bảo thạch kia ném vào miệng. Thật sự là bại gia tử. Chu Văn thấy Ma Anh vứt chiếc nhẫn trên mặt đất, vội vàng chạy qua nhặt chiếc nhẫn kia lên. Vừa rồi Kim Giao Tiễn và Lục Tiên Kiếm đều không thể làm tổn thương chiếc nhẫn kia, rõ ràng đây là vật bất phàm. Chu Văn cầm chiếc nhẫn, lấy tay xoa xoa bụi đất phía trên, chuẩn bị thu vào bên trong hỗn độn châu, nói không chừng sau này hữu dụng. Trước khi bỏ vào, Chu Văn thử dùng sức bóp một thoáng, ai biết lần này bóp, chiếc những kim loại kia lại răng rắc một tiếng gãy mất. Nhìn chiếc những bị vỡ thành vài đoạn rơi trên mặt đất, Chu Văn nhất thời ngẩn ra. Đây là thứ gì? Vừa rồi rõ ràng cứng rắn như vậy, tại sao đột nhiên yếu ớt thế? Chu Văn không thể chấp nhận kết quả này, nhặt mảnh vỡ lên lại véo véo, kết quả đều bóp thành hạt vỡ. Đây không phải kim loại bình thường sao? chu văn dở khóc dở cười làm nửa ngày cái đồ chơi này căn bản chính là kim loại bình thường đồ tốt thật sự chỉ có viên bảo thạch kia trước đó chiếc nhẫn cứng như vậy không phải nhận bảo thạch ảnh hưởng mà do thiếu nữ cổ quái kia tác động sau khi ma anh ăn viên bảo thạch kia giống như uống rượu sau thân thể lung la lung lay một đầu ngã xuống đất chu văn vội vàng lách mình đến bên cạnh ma anh bế nàng lên tiểu anh ngươi không sao chứ chu văn vỗ vỗ gương mặt ma anh muốn để nàng tỉnh táo một chút ta muốn đi ngủ con mắt ma anh không mở ra được mơ mơ màng màng nói một câu liền vương mình núp trong ngực chu văn nắm lấy vạt áo chu văn rất nhanh ngủ say chu văn lại gọi vài tiếng ma anh hoàn toàn không trả lời cứ như thế ngủ thiếp đi chuyện gì xảy ra nàng rốt cuộc có phải tiến hóa không chu văn nhìn ma anh trong ngực trong lúc nhất thời không biết tình huống hiện tại rốt cuộc thế nào phối sủng bình thường tiến hóa thân thể đều tốc độ cao dị biến coi như chủng loại thân thể dị biến chậm cũng hình thành tầng năng lượng bao bọc nhất định tiến hóa trong hoàn cảnh nhất định nhưng ma anh thoạt nhìn ngủ say trên thân không có ba động năng lượng mãnh liệt thân thể cũng không phát sinh dị biến kỳ quái hơn chính là chu văn muốn đem ma anh thu hồi lại phát hiện không cách nào thu hồi nàng sát ma đây là tình huống gì Chu Văn nhìn về phía Sát Ma, nhíu mày hỏi: "Cái này, ta cũng không rõ lắm. Tất cả tại ngươi, cho đại nhân ăn loạn. Xảy ra vấn đề đi." Sát Ma cũng không xác định rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chu Văn sử dụng đế tính quét hình thân thể ma anh, cũng không phát hiện vấn đề gì, giống như ngủ thiếp đi. Răng rắc răng rắc. Bệ dưới chân đột nhiên chuyển động, Chu Văn và Sát Ma vội vàng bay lên thiếu nữ tóc bạc nằm trên bệ đá kia lại chậm rãi lún phía dưới. Nhìn bệ đá chậm rãi chìm xuống, dưới mặt bệ đá kia lại là một vực sâu không đáy, phía dưới không có ánh sáng, tầm mắt nhìn vào bên trong phản phất đều bị thôn phệ. Theo bệ đá hạ xuống, thiếu nữ nằm trên bệ đá kia, thân hình cũng dần dần mơ hồ. Chu Văn đang đánh giá động không đáy phía dưới, đột nhiên thấy thiếu nữ kia mở mắt, cười quỷ dị đối với hắn, miệng há mở như muốn nói cái gì nhưng chu văn không hề nghe thấy âm thanh cũng không biết nàng rốt cuộc muốn nói cái gì thân thể chu văn không khỏi run lên thiếu nữ và bệ đá kia đã chìm vào vực sâu hắc ám không đáy kia rốt cuộc không thấy tâm hơi đâu vừa rồi đó là ảo giác sao chu văn không xác định bản thân hắn vừa rồi có phải nhìn thấy thiếu nữ kia nói chuyện thật không nhưng con ngươi màu bạc kia đồng thời nụ cười quỷ dị kia chu văn lại nhớ rất kỹ hẳn không phải ảo giác chu văn cố gắng nhớ lại khẩu hình thiếu nữ kia muốn suy đoán một thoáng rốt cuộc nàng nói cái gì nhưng không đợi chu văn cẩn thận suy nghĩ tựa như động đất toàn bộ kiến trúc đều đổ sụp thất ác ma kia đều hung hăng trừng mắt nhìn chu văn từng đầu từng đầu phi thân về phía vực sâu không đáy trong nháy mắt thất ác ma đều không biết đi đâu chu văn và sát ma không dám mạo hiểm nhảy xuống đành phải rời khỏi kiến trúc bọn hắn vừa ra ngoài không lâu kiến trúc đã hoàn toàn đổ sụp giống bị hút vào vực sâu không đáy rất nhanh tất cả phế tích đều biến mất không thấy gì nữa, vực sâu không đáy kia cũng không thấy bóng dáng. Nguyên bản vị trí kiến trúc đã biến thành một cái hố đất, rất nhanh sinh trưởng ra từng đóa hoa tươi, như kiến trúc kia căn bản chưa từng tồn tại qua. Sát Ma, vừa rồi ngươi có thấy thiếu nữ kia mở to hai mắt ra không? Chu Văn hỏi Sát Ma một bên. Không, lúc nào nàng mở mắt? Sát Ma nghi ngờ hỏi lại. Không lâu ngay khi bệ đá vừa mới chìm vào trong vực sâu, thời điểm nàng sắp tiến vào hắc ám nàng mở mắt còn há mồm nói cái gì ngươi không thấy sao chu văn nói kỹ càng một lần ngươi nhìn lầm đi ta từ đầu tới đuôi đều nhìn chằm chằm nàng mãi cho đến nàng biến mất không thấy gì nữa đều không nhìn thấy nàng mở to mắt càng không nói gì sát ma hết sức khẳng định nói chu văn nhíu mày không nói mặc dù hắn cảm giác trong chớp mắt hơi hốt hoảng như nằm mơ nhưng đại não đến giờ vẫn nhớ rõ Hẳn không phải nhìn lầm mới đúng. Sát ma không nhìn thấy, Chu Văn cũng không hỏi lại, nhìn ma anh trong ngực một chút, nàng vẫn còn ngủ, thoạt nhìn ngủ rất ngon, bờ môi còn đang mút ngón tay cái. Chúng ta phải nghĩ biện pháp trở về. Chu Văn đánh giá bốn phía, muốn tìm phương pháp trở lại địa cầu. Trước đó Chu Văn đã từng đến dị thứ nguyên một lần, nhưng lần kia có băng nữ dẫn đường, lần này hắn không biết làm thế nào trở về. Ta cảm thấy, chúng ta vẫn phải ở nơi này chờ đại nhân tỉnh lại rồi nói, ở loại địa phương này, chạy loạn ngược lại có khả năng nguy hiểm hơn. Sát ma nói. Chu Văn dĩ nhiên biết sát ma nói không sai, nhưng trời biết khi nào ma anh tỉnh lại. Nếu ma anh thật sự đang tiến hóa, căn cứ kinh nghiệm lần trước của Chu Văn, phối sủng càng cao cấp càng cần thời gian tiến hóa dài, thời gian phối sủng tấn thăng khủng cụ cấp ít nhất cần 10 ngày nửa tháng. Nếu dài có thể lên tới mấy tháng, Chu Văn không có khả năng ngồi chờ mặc kệ. Bốn phía nơi này vẫn là biển hoa vô cùng vô tận, trừ cái đó ra, cái gì cũng không có, giữa đất trời ngoại trừ hoa, không có một tia sinh cơ. Bản thân những đóa hoa kia cũng kỳ quái, thoạt nhìn sinh cơ bừng bừng, nhưng lại có khí tức cho tàn tĩnh lặng. Sát ma, chuyện liên quan tới đọa lạc chi địa, ngươi còn biết gì nữa? Chu Văn hỏi sát ma. Hình như không có gì. Đúng rồi. Ta hình như nhớ một thiên sứ nói qua, Đoạ lạc chi địa lại gọi là thất nhạc viên là một địa phương vĩnh viễn bất hạnh không vui sát ma một bên cố gắng nhớ lại một bên nói chu văn nghe được ba chữ thất nhạc viên này liền nghĩ đến một bộ thần thoại gọi là thất nhạc viên trong đó kể lại chuyện liên quan đến satan sau khi satan chiến bại bị thượng đế đánh xuống địa ngục hắn không cam lòng bị thất bại vẫn âm ỉ tìm cơ hội báo thù có một lần satan rốt cuộc tìm được một cơ hội biến thành một con rắn tiến vào vườn địa đàn dụ hoặc adam và eva ăn trộm trái cấm cuối cùng adam và eva đều bị đuổi ra khỏi vườn địa đàn đây chỉ là một bộ sử thi coi như không có vườn địa đàn tồn tại có adam hay eva hay không vẫn rất khó nói điềm điềm có phải sinh hoạt trong vườn địa đàn hay không chu văn đột nhiên nghĩ đến điềm điềm nhưng chu văn vẫn không cách nào liên hệ hình ảnh thượng đế và điềm điềm với nhau sát ma nhớ lại một chút tin đồn nhưng đối với tình huống hiện tại của Chu Văn vẫn vô dụng, nói chung vẫn chưa tìm ra phương pháp rời khỏi nơi này. Địa ngục vốn là trại giam dành cho ác ma, cho dù ở vị thứ nguyên, đây cũng là chỗ cực kỳ đặc thù, muốn từ nơi này thoát ra ngoài, tuyệt đối không dễ dàng, tốt nhất chúng ta nên chờ đại nhân tỉnh lại đi. Sát ma cực lực thuyết phục Chu Văn không nên kinh cử vọng động. Chu Văn cũng không sợ tịch mịch, đợi mấy năm chỗ này cũng không vấn đề gì nhưng là quy đức phủ bên kia lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện chu văn sợ lý huyền bọn hắn không ứng phó được trầm ngâm một lát chu văn ôm ma anh đi về một hướng hắn vẫn quyết định thử lần nữa nhưng lần này chu văn đi lại phát hiện một chuyện rất kỳ diệu thời điểm hắn đi về phía trước những đóa hoa trước mặt hắn lại tự động tách ra nhường ra một con đường những đóa hoa này có thể di động vậy tại sao trước đó chúng ta không thấy chúng nó động Chu Văn thử nghiệm đi theo phương hướng kia. Kết quả vô luận Chu Văn đi bên nào, hoa tươi trước mặt hắn đều tự động tránh ra một con đường, phản phất né tránh hắn vậy. Chu Văn nhìn thoáng qua ma anh trong ngực, nói sát ma. Ngươi đi về một bên khác đi. Sát ma đi về một bên khác, những đóa hoa kia không hề nhường đường cho hắn. Tiếp lấy. Chu Văn đem ma anh đưa cho sát ma, bản thân hắn thử một lần, kết quả giống sát ma, những đóa hoa kia đều không nhường đường cho hắn hiện tại đã rất rõ ràng, những đóa hoa kia đều nhường đường cho ma anh. Trước đó lúc triệu hoán ma anh ra, cũng không phát sinh loại tình huống này, xem ra nguyên nhân do ma anh ăn viên bảo thạch kia. Chu Văn suy nghĩ một chút, ông lấy ma anh, tiếp tục đi về phía trước. Địa phương Chu Văn hay chỗ ma anh đến, những đóa hoa kia đều dùng dập né tránh, tạo thành một lối đi, Chu Văn cứ đi dọc theo tiếng về phía trước. Đi không bao lâu, Chu Văn và sát ma ngạc nhiên phát hiện, Đằng trước lại xuất hiện phần cuối của biển hoa, nơi xa còn có thể nhìn thấy dãy núi liên miên. Dưới chân dãy núi kia, còn phát hiện có khói bếp lượng lờ bay lên, bởi dưới đó có một tòa thành nhỏ. Nhân loại. Nơi đó có nhân loại. Chu Văn xa xa thấy, bên trong thành nhỏ kia lại có nhân loại, hơn nửa số lượng khá nhiều. Chu Văn dùng đế thính cẩn thận quét hình mấy lần, sau khi xác định đối phương là nhân loại, không phải sinh vật dị thứ nguyên hình người hắn nhìn về phía sát ma hỏi sát ma người xác định nơi này là đọa lạc chi địa dị thứ nguyên sao cái này nguyên bản sát ma hết sức xác định nhưng thấy nhân loại trong thị trấn nhỏ hắn lại không dám xác định sinh vật có thể sinh tồn tại dị thứ nguyên ít nhất là thần thoại cấp trong nhân loại tìm đâu lắm thần thoại cấp như vậy bên trong thành thị trước mặt hoặc nhìn ít nhất có mấy vạn người tính toàn bộ nhân loại trong liên bang sơ sơ không biết có kiếm nổi một phần mười số thần thoại cấp nhân loại không huống chi nếu nơi này là đọa lạc chi địa đừng nói nhân loại coi như những sinh vật mạnh mẽ đến từ dị thứ nguyên kia cũng không lựa chọn xây dựng thành thị nơi này chu văn thấy sát ma cũng không thể xác định ngay lập tức đi về phía thành nhỏ kia biến hoa đến vách núi rừng phía dưới là vực sâu vạn trường mà một bên khác vách núi là dãy núi liên tiếp mà tòa thành nhỏ kia nằm phía dưới ngọn núi đối diện kia từ bên này đến thành nhỏ đối diện không có đường khác đi có điều vực sâu vạn trượng đối với chu văn và sát ma mà nói căn bản không phải vấn đề tùy tiện có thể bay qua vì nghĩ muốn an toàn chu văn còn thả ra âm phù tinh linh dò xét kết quả âm phù tinh linh phi hành tự nhiên trên không trung không phát hiện ra có nguy hiểm lúc này chu văn mới ôm ma anh bay về phía thành thị đối diện kia thành thị phía trên ngọn núi kia đang đối mặt vách núi bên này mở ra một đại môn phía ngoài cửa chính là một mảnh bình đài có một ít nhân loại đang bày quầy bán hàng trên bình đài đây là một khu chợ náo nhiệt nhân số khá nhiều thời điểm chu văn ông ma anh đi tới cũng không sử dụng năng lực khủng cụ hóa che giấu bản thân không phải hắn không muốn giấu mà không ẩn giấu ma anh được hắn ẩn giấu cũng vô dụng rất nhanh có rất nhiều người chu văn ông ma anh lăng không bay tới mà bởi sát ma khủng cụ hóa người bình thường căn bản không nhìn thấy hắn người thấy được chu văn cả đám đều đứng lên, mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn chầm chầm Chu Văn đang bay về phía bình đài. Bọn hắn tựa như nhìn thấy một chuyện bất khả tư nghị, từng người từng người trừng mắt lớn, trên mặt còn mang theo kinh hãi, hơi ngốc trễ đứng tại chỗ nhìn. Phàm người thấy Chu Văn, đều biểu lộ như vậy. Người bán hàng rong không gọi bán nữa, người mua cũng quên vật trong tay, cả đám đều nhìn Chu Văn. Xin hỏi, đây là địa phương này. Chu Văn bay đến gần bình đài, trước lên tiếng chào hỏi, đồng thời mở miệng hỏi hắn luôn cảm giác thành nhỏ và những nhân loại này không đúng, nhưng lại không thể nói ra chỗ nào không đúng. a à, lúc này mọi người phản vất tỉnh mộng như gặp được thứ gì đáng sợ, từng người thét chói tai, chạy trốn vào trong thành, thậm chí người còn vứt đồ vật trong tay. trong lúc nhất thời trong chợ gà bay chó chạy, chờ thời điểm chu văn lấy lại tinh thần, khu học chợ lớn như vậy đã không còn một ai trên mặt đất là một mảnh bừa bộn dáng dấp ta đáng sợ như vậy sao chu văn sờ mặt hỏi sát ma so sánh với ta người xấu xí hơn một chút có điều vẫn chưa đến mức độ dọa người cư dân thành nhỏ này khả năng dân trí thấp hẳn chưa thấy người xấu bao giờ sát ma đắc ý nói nếu ma anh còn động hiện tại chu văn sẽ để ma anh thu hồi sát ma vào ma kiếm cái tên này đơn giản trời sinh không biết xấu hổ chu văn ôm ma anh đi vào trong thành những nhân loại kia phát hiện bọn hắn tiến vào bên trong nội thành càng vạn phần hoảng sợ từng người liều mạng chạy trốn về sau nguyên bản những người trong thành thị không biết tại sao cũng tranh nhau chạy trốn cửa hàng hai bên đường các ông chủ thi nhau đóng cửa tiệm đóng kín cửa sổ chỉ chốc lát sau trên đường dài đã không có một ai đầy đường đều là rác rưởi đầu óc những người này đều bị hư rồi sao chu văn lấy ra một chiếc gương soi gương một thoáng phát hiện trên mặt hắn không có chỗ nào đáng sợ một lỗ mũi hai cái mắt tướng mạo như bọn họ đều là nhân loại bình thường người trong tòa thành này đều mắc bệnh tâm thần sao thấy một người lạ thôi có gì phải sợ sát ma rõ ràng cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái bọn hắn không mắc bệnh tâm thần chẳng qua đang sợ cái gì đó chu văn nhíu mày suy tư còn không có đợi hắn nghĩ ra cái gì đã thấy phố dài bên kia những người chạy trốn lại nơm nớp lo sợ trở về. Người cầm đầu là một ông lão râu tóc bạc trắng, râu mép của hắn sắp dài đến hông, trong tay còn chống một cây gậy, bước đi thoạt nhìn không ổn định, tự hồ bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Rất nhiều người đều đi theo phía sau lão nhân, đi về phía đám người chu văn, xem ánh mắt của bọn hắn, rõ ràng đều tràn đầy hoảng sợ, nhưng bọn hắn sợ hãi như vậy, vẫn tiếp tục đi theo phía sau ông lão kia. Chu Văn đứng trên đường, chờ bọn hắn đi tới, nếu bọn hắn tới, nói rõ vẫn có thể trao đổi, chỉ cần nói rõ mọi chuyện là được. Mặc dù ở dị thứ nguyên, nhưng dù sao đều là nhân loại, hẳn có thể câu thông với sinh vật tại dị thứ nguyên này. Mặc dù ánh mắt lão nhân kia hơi e ngại, nhưng vẫn từng bước một đi tới, cách Chu Văn còn có mấy chục mét, thời điểm căn bản không thể mặt đối mặt trao đổi, lão nhân lại đột nhiên ném gậy chống xuống, nhào xuống mặt đất, bái lại Chu Văn. Lão nhân này cúi đầu, người phía sau hắn cũng quỳ xuống bái theo ma vương đại nhân mong ngài tha cho đứa bé kia một mạng đi ngài muốn ăn thì ăn ta đi lão nhân một bên dập đầu một bên nước mắt tuôn đầy mặt nói tình huống thế nào cả người chu văn đều choáng hắn biến thành ma vương đại nhân từ lúc nào mà hắn chẳng qua ôm ma anh tư thế ôm nhu như vậy thấy thế nào cũng không giống muốn ăn nàng đầu óc những người này có phải đều bị nhiễm nước rồi không Chu Văn nhìn ông lão kia vừa cúng bái vừa đau khổ khẩn cầu hắn không ăn thịt hài tử, hiện tại Chu Văn đồng ý quan điểm của Sát Ma, có lẽ những người này đều bị bệnh tâm thần. Chu Văn cảm thấy, nói rõ lý do hắn không phải ma vương đại nhân không ăn thịt trẻ con vân vân, hiển nhiên là một chuyện vô cùng khó khăn, thế là hắn dự định làm rõ ràng tình huống trước rồi tính. Làm sao ngươi biết ta là ma vương? Chu Văn nhìn chằm chằm ông lão tóc bạc kia hỏi. Thân thể lão nhân kia rung lên, có điều rất nhanh bèn cung kính trả lời ngoại trừ ma vương đại nhân ngài còn có ai có thể từ thất nhạc viên đi ra ngoài ngoại trừ ngài còn ai có thể biến hóa thành nhân loại chu văn há to miệng đột nhiên phát hiện việc này thoạt nhìn không dễ giải thích lắm hắn nói bản thân hắn là nhân loại chỉ sợ những người này không tin ta biết bọn họ là ai sát ma bên cạnh đột nhiên kêu lên chu văn nhìn về phía sát ma bởi sát ma một mực dùng trạng thái khủng cụ hóa mấy người còn lại căn bản không nhìn thấy hắn cho nên lão nhân và đám người kinh sợ kia chỉ thấy chu văn nghiêng đầu nhìn về phía một bên dường như đang nhìn về phía hư vô cái này càng khiến bọn hắn khủng hoảng càng phát giác chu văn khó có thể lý giải được hỉ nộ khó dò khẳng định là ma vương đại nhân trong thất nhạc viên kia bọn hắn gọi đây là thất nhạc viên mà không phải đọa lạc chi địa cũng không phải địa ngục nếu nơi này thật sự liên quan đến truyền thuyết thất nhạc viên như vậy lai lịch của những người này không khó suy đoán. Adam và Eva bị Satan dụ hoặc ăn trộm trái cấm, sau đó bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, nếu nói chuyện này không phát sinh tại địa cầu mà ở dị thứ nguyên, như vậy chuyện này dễ giải thích rồi." Sát Ma nói. Chu Văn lập tức hiểu rõ ý của Sát Ma, Sát Ma muốn nói, những người này kỳ thực là hậu đại của Adam và Eva. Nhưng Chu Văn nghĩ lại, lại cảm thấy có chút không đúng, bên trong truyền thuyết thần hệ thượng đế Adam và Eva hẳn là thủy tổ nhân loại mới đúng, dựa theo sát ma suy đoán lại không khớp. Nếu nói sau khi Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, bọn hắn sinh sống ở nơi này, vậy bọn hắn căn bản không tới địa cầu, trên địa cầu làm thế nào có những truyền thuyết kia? Tự hồ nhìn thấu ý nghĩ trong lòng Chu Văn, sát ma còn nói thêm. Adam và Eva chối bỏ thượng đế, ăn trộm trái cấm, sau khi bị đuổi ra ngoài, bọn hắn có thể đi nơi nào? Ngoại trừ vườn địa đàng, vị thứ nguyên căn bản không thích hợp cho nhân loại sinh tồn địa phương duy nhất bọn họ có thể đi chỉ sợ còn mỗi thất nhạc viên ngươi nhìn thân thể bọn hắn thì biết ngay trong bọn họ căn bản không có thần thoại cấp đều là truyền kỳ và sử thi mà nhân loại các ngươi nói tới mà thôi trình độ thế này xây dựng thành thị tại vị thứ nguyên chỉ có bên cạnh thất nhạc viên được thất nhạc viên bảo hộ mới có khả năng này chu văn đang nghe truyện trên tv audio cv biết sát ma nói không sai ngọn núi nhỏ này thành đã mơ hồ có khả năng cảm giác được quy tắc lực lượng từ dị thứ nguyên thế nhưng so sánh quy tắc dị thứ nguyên chu văn chân chính trải qua vẫn còn yếu hơn rất nhiều rõ ràng nơi này nhận thất nhạc viên ảnh hưởng cho nên những người này mới có thể sống sót có điều đây chỉ là suy đoán của sát ma có lẽ những người này vốn là vật thí nghiệm do những cường giả dị thứ nguyên kia mang tới từ địa cầu thậm chí có thể có một chút nhân loại tại địa cầu gặp được kỳ ngộ ngoài ý muốn đến nơi này cũng khó nói ngươi là vương tòa thành này chu văn nhìn chằm chằm lão nhân kia hỏi lão nhân đợi nửa ngày không thấy chu văn nói chuyện trong lòng thấp thỏm bất an đang suy đoán đại ma vương rốt cuộc muốn làm gì đột nhiên nghe được chu văn tra hỏi lập tức giật nảy mình bái trên mặt đất kinh sợ nói ma vương đại nhân ngài là vương duy nhất ta chẳng qua là thành chủ tòa thành này thôi cũng là nô lệ của ngài nếu ngài cần sinh mệnh hiến tế xin ngài lấy tính mạng của ta giữ lại tính mạng của đứa trẻ kia đi nếu ngươi biết ta là vương như vậy nói cho ta biết ai cho ngươi dũng khí nói điều kiện với ta chu văn nghĩ thầm tống nước bọt giải thích với hắn không bằng mượn thân phận của ma vương đem mọi chuyện làm rõ ràng rồi nói mọi người nhất thời vừa kinh vừa sợ lão nhân càng liên tục lễ bái ma vương đại nhân chúng ta tuyệt đối không có ý định mạo phạm ngài càng không dám nói điều kiện với ngài chẳng qua bọn ta hy vọng ngài thương hại chúng ta đời đời kiếp kiếp có thể sinh tồn nơi này, cũng bởi đại nhân ngài từ bi, mạng chúng ta đều do ngài cho, tất cả nơi này đều là của ngài, chúng ta nào có tư cách nói chuyện với ngài, chẳng qua hy vọng ma vương đại nhân ngài. Chu Văn nghe lão nhân nói liên miên lãi nhãi, càng phát giác sát ma suy đoán khả năng không sai, những người này chính là hậu đại của Adam và Eva. Mang ta nhìn tòa thành này một chút. Chu Văn từ chối cho ý kiến đối với khẩn cầu của ông lão kia, lạnh nhạt nói. Vâng, ma vương đại nhân, ta dẫn đường cho ngài, ngài muốn nhìn cái gì? Lão nhân kia vội vàng nói. Ngươi nói xem. Chu Văn hờ hững nhìn hắn một cái. Lão người nhất thời kinh xuất mồ hôi lạnh, đầu óc chuyển động thật nhanh, rất nhanh tự hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Đại nhân, ta hiểu rồi, xin ngài đi theo ta. Lão nhân chống gậy dẫn đường đi về phía trước, những người khác vội vàng thối lui đến hai bên đường, không dám ngăn trước Chu Văn phong cách tòa thành này rất giống phong cách tây khu cổ đại chu văn nhớ kỹ cái này hình như gọi là trường phái kiến trúc cô tiết mà nhìn ra nơi này vô cùng lạc hậu không có bất kỳ thiết bị điện tử nào thậm chí còn không có đèn điện nói rõ khoa học kỹ thuật nơi này bằng không thời điểm đi vào trong thành thị chu văn kinh ngạc phát hiện nơi này lại có một khối ma phương giống ma phương trên địa cầu đều hiện ra hình ảnh trên thiên su tinh nơi này lại có ma phương vậy thì dễ làm rồi ta chỉ cần xuyên qua ma phương đến thiên su tinh, sau đó có thể truyền tống về địa cầu. Trong lòng Chu Văn đầu tiên vui vẻ, sau đó lại lập tức phủ định loại phương pháp này. Thông qua ma phương xác thực có thể tiến vào thiên su tinh, nhưng dùng loại phương thức này đến thiên su tinh, nhất định phải thông quan dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh, bằng không sẽ không ra được. Trước đó thời điểm tại dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh, đã có người nghiệm chứng qua, chỉ cần thông qua ma phương tiến vào, nhất định phải tự chiến đến cùng, trừ phi thông quan bằng không tuyệt đối không thể rời đi lão nhân không biết chu văn đang suy nghĩ gì hắn còng lưng phía trước dẫn đường căn bản không dám quay đầu nhìn chu văn chu văn không nói lời nào hắn cũng không dám tùy tiện nói lung tung mặc dù tòa thành nhỏ này của lão tuy nhiên lại tràn đầy màu sắc nghệ thuật phía trên kiến trúc có rất nhiều điêu khắc khắp nơi đều nhìn thấy pho tượng có nhân loại có một chút sinh vật kỳ quái đi một hồi lâu lão nhân mang theo chu văn tới một cái vườn trong vườn trồng rất nhiều hoa cỏ thoạt nhìn rất xinh đẹp vị trí thấp của vườn có hai khối bia mộ dựng thẳng chu văn không biết chữ viết bên trên sau khi sát ma thấy lập tức kêu lên quả nhiên không sai đám người này chính là hậu đại của adam và eva mà đây chính là bia mộ của adam và eva ma vương đại nhân tiên tổ là bằng hữu của ngài đáng tiếc bọn hắn không có lực lượng vĩnh sinh như ngài chỉ có thể chôn tại đây thời điểm lão nhân kia nói chuyện trong lòng thấp thỏm dị thường không biết bản thân có suy đoán đúng hay không nếu đoán sai chọc giận ma vương hắn không biết sẽ có hậu quả gì ra ngoài đi chu văn lạnh giọng nói vâng ma vương đại nhân lão nhân nhìn thoáng qua ma anh trong ngực chu văn lại không dám làm trái mang theo người lui ra ngoài đóng lại cửa vườn bên ngoài ta đã nói rồi những người kia chính là hậu đại của adam và eva Sát ma đắc ý nói với Chu Văn: "Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao?" Chu Văn nhìn hai bia mộ kia nói: "Có chỗ này kỳ quái, ta làm sao không nhìn ra?" Sát ma trái xem phải xem, nhưng không thấy vấn đề gì. "Ta không biết chữ viết trên bia mộ, nhưng theo lời ngươi nói, một tấm mộ thuộc về Adam, một bia mộ khác thuộc về Eva, cái này không sai chứ?" Chu Văn chỉ bia mộ nói. "Không sai." Sát ma nói vậy kỳ quái bọn hắn không phải vợ chồng sao vợ chồng không nên hợp tán sao vì cái gì an tán trong hai mộ khác nhau thậm chí còn dựng lên hai cái bia mộ chu văn nói sát ma không phải nhân loại tự nhiên không mẫn cảm đối với chuyện này nhưng trước kia hắn cũng từng thấy nhân loại hợp tán xác thực giống chu văn nói cũng cảm thấy hơi kỳ quái chúng ta có nên đào mở ngôi mộ này không nhìn bên trong rốt cuộc có phải adam và eva không Sát ma nhìn chầm chầm ngôi mộ nói. Bên trong có phải Adam và Eva không? Ta không có hứng thú biết, ta chỉ muốn biết, chúng ta làm thế nào trở lại địa cầu. Chu Văn không có tâm tình nghiệm chứng rốt cuộc đây có phải ngôi mộ của Adam và Eva không? Năng lực truyền tống không gian không thể sử dụng di chuyển giữa dị thứ nguyên và vũ trụ địa cầu. Muốn trở về, ngoài trừ đi bằng ma phương, chỉ có thể giống lần trước Chu Văn đi, đến khu vực giảm sóc giữa địa cầu và dị thứ nguyên nhưng không có băng nữ dẫn đường chu văn không biết cách đến nơi đó coi như băng nữ vẫn còn nguyện ý dẫn đường nơi này không phải vị trí trước kia của băng nữ có thể trở về hay không vẫn rất khó nói chu văn có khả năng cảm giác được cách biển hoa càng ngày xa quy tắc dị thứ nguyên ảnh hưởng càng ngày càng lớn bên trong dãy núi sau thành thị này lực lượng dị thứ nguyên càng ngày càng mạnh đừng hỏi ta ta cũng không biết trước khi ta sinh ra đã ở dị thứ nguyên rồi sát ma mở hai tay ra nói chu văn nghĩ thầm vậy ngươi không phải nói nhảm sao thủ hộ giả do dị thứ nguyên làm ra thời điểm tất cả thủ hộ giả ở trạng thái kén đều đến từ vị thứ nguyên chu văn đang nghĩ ngợi đột nhiên cảm giác điện thoại chấn động vươn tay nhìn một chút phát hiện phó bản vẫn đang đau loát cuối cùng đã đau loát thành công thời gian đau loát phó bản này thật dài chu văn ngồi xuống tìm kiếm phó bản mới tìm tòi một lát Ngoài ý muốn phát hiện, đây không phải phó bản phụ tinh kia, phó bản mới mang đồ án bắt đầu thất tinh, phía dưới viết hai chữ bắt đầu. Không thể nào, mất công đao loát lâu như vậy, hóa ra đao loát hết toàn bộ phó bản bắt đầu thất tinh sao. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, vội vàng mở ra phó bản, để nhân vật tí hon tiến vào. Sau khi tiến vào phó bản, Chu Văn lập tức nhận ra, đây chính là phó bản thiên su tinh trước đó bạo long tiến vào. Chẳng lẽ nói, lần này dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh xuất hiện, không phải dị thứ nguyên lĩnh vực đơn tinh cầu, mà là toàn bộ bắt đầu thất tinh sao. Chu Văn càng nghĩ càng thấy không sai. Tiến vào phó bản, Chu Văn triệu hoán kim giao tiễn và tay súng bắn tỉa, đồng thời để bạo quân bỉ môn tiến lên, phá hủy đại môn cung điện thiên su tinh. Trong cung điện, quả nhiên có một sinh vật giống hiện thực như đúc, trên thân mặt tử tinh khôi giáp, ngồi ngay ngắn trong cung điện, có điều hình ảnh trong trò chơi là 2D, hoặc nhìn tương đối đáng yêu, không có cảm giác hầm hố giống hiện thực. Bạo quân Bỉ Mông đã vọt vào, có điều Chu Văn vẫn rõ ràng, thực lực hiện tại của bạo quân Bỉ Mông căn bản không đủ chống lại sinh vật kia. Cho nên thời điểm bạo quân Bỉ Mông tới trước mặt sinh vật kia, Chu Văn lặng lẽ để kim giao tiễn bay theo, bản thân hắn cầm súng ngắm, xạ kích về phía sinh vật kia. Bạo quân Bỉ Mông đứng mũi chịu sào, đến trước mặt sinh vật mặt tử tinh khôi giáp, há miệng muốn nuốt. Sinh vật kia cuối cùng động, đưa tay nhấn một cái, lập tức tử quan kinh khủng bắn ra bốn phía, trong nháy mắt tạo thành quan bạo văn khắp nơi. Nhân vật tí hon đứng trước cửa trực tiếp bị miễu sát, màn hình trò chơi tối lại. Lực công kích quá mạnh đi, rõ ràng là công kích quần thể, tù long giáp trên người ta lại không thể phòng vệ chút nào, nháy mắt bị miễu sát. Chu Văn nhíu mày suy tư. Vừa rồi mặc dù chỉ trong nháy mắt bị miễu sát, thế nhưng Chu Văn vẫn đạt được không ít tin tức và tư liệu, cái này nhờ vào năng lực thất cách giả của hắn. Từ tin tức cảm giác được trước khi tử vong, lực lượng giết chết nhân vật tí hon hẳn là một loại lực lượng nhiệt độ cao mà còn kèm theo phóng xạ. Lực sát thương loại phóng xạ này không yếu hơn nhiệt độ cao kia, thậm chí còn là nguyên nhân chủ yếu khiến nhân vật tí hon chết. Chu Văn một bên hồi ức tử vong, một bên tiến hành phỏng đoán chỉnh lý. Nghiên cứu một hồi lâu, Chu Văn cảm thấy hỗn độn đảng hẳn có thể gánh vách loại công kích kia trong thời gian ngắn, có điều chỉ ngăn lại thôi cũng vô dụng, phải giết chết sinh vật kia mới được. Vậy lại thử một chút xem sao. Chu Văn nhỏ máu trùng sinh, lần nữa tiến vào phó bản thiên su tinh. Khiến Chu Văn ngoài ý muốn chính là, lại tiến vào thật, phó bản thiên su tinh không hề hạn chế thời gian, tùy thời tiến vào được. Như vậy cũng tốt, chết nhiều lần thu hoạch được đủ nhiều tin tức, muốn giết nó hẳn không khó. Trong tay Chu Văn có kim giao tiễn, vẫn có cơ hội lần nữa tiến vào phó bản lần này chu văn chỉ triệu hoán kim giao tiễn ra để nó vọt vào cung điện bản thân chu văn thì trốn trong hỗn độn đảng nhiệm vụ của hắn bây giờ không phải hỗ trợ mà cam đoan bản thân không bị giết chết bằng không hắn chết chiến lược kim giao tiễn mạnh hơn cũng vô dụng đều theo hắn tan biến kim giao tiễn hóa thành một đạo kim quang hướng về phía sinh vật mặt tử tinh khô giáp kia sinh vật kia lần nữa giơ tay lên tử quang bạo trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực Bên trong hỗn độn đảng lập tức sản sinh ra hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn, kém chút kiến hỗn độn đảng no bạo, Chu Văn vội vàng chuyển nguyên khí kết tinh cho bạo quân Bỉ Mông. Chu Văn không ngừng chuyển di, nguyên khí kết tinh thể rắn cũng không ngừng sinh ra, Chu Văn dùng hết sức, hỗn độn đảng vẫn nằm trong trạng thái rì nổ tung. Sau khi chịu đựng một giây đồng hồ nữa, quan bạo yếu bớt, Chu Văn mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vẹn vẹn một giây đồng hồ, với hắn mà nói lại quá lâu, nếu tiếp tục nữa không biết hỗn độn đảng còn có thể chống đỡ lâu hơn nữa không? Công Trong cung điện truyền tới tiếng va đập kinh khủng, đồng thời quan bạo lần nữa sinh ra, Chu Văn căn bản không kịp quan sát tình huống bên trong, bên trong hỗn độn đảng đã sản sinh ra hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn, Chu Văn Văn chỉ có thể lần nữa điên cùng vận chuyển, lợi dụng thủ pháp thâu thiên hoán nhật. Đem nguyên khí kết tinh cố định đúc cho bạo quân Bỉ Mông. Trong cung điện có hai tồn tại kinh khủng đại chiến, Chu Văn ngay cả cơ hội quan sát cũng không có, hắn chỉ có thể cố gắng sống sót, chỉ khi nào hắn sống sót, Kim Giao Tiễn mới có cơ hội giết chết sinh vật kia. Bành Hỗn độn đảng trực tiếp nổ tung, quá nhiều nguyên khí kết tinh cố định không kịp chuyển di ra ngoài, cuối cùng vẫn khiến nó no bạo. Màn hình điện thoại di động đen lại, trò chơi kết thúc, có điều Chu Văn lại thu được không ít tin tức. Khiến Chu Văn hài lòng nhất chính là, mặc dù hỗn độn đảng trong game bị no bạo, nhưng trước khi hỗn độn đảng bạo chết, bạo quân bỉ mông đã thôn vệ rất nhiều nguyên khí kết tinh, dấu hiệu tiến hóa càng rõ ràng hơn. Bởi tạm thời không tìm thấy phương pháp rời khỏi dị thứ nguyên, Chu Văn dứt khoát dành thời gian nghiên cứu phó bản thiên su tinh. Nếu có thể đánh xuyên quan phó bản thiên su tinh, có lẽ có thể nhờ ma phương trở lại địa cầu. Nhưng muốn nhờ ma phương trở lại địa cầu, còn một vấn đề cần phải giải quyết, bởi muốn lợi dụng ma phương tiến vào phó bản thiên su tinh, nhất định phải có bốn người cùng nhau nhỏ máu phía trên ma phương. Hiện tại Chu Văn chỉ có một người, nhất định phải tìm ba người cùng hắn đi vào chung mới được. Chu Văn một bên chơi game một bên lợi dụng năng lực đế thính, nghe lén âm thanh nói chuyện trong thành thị kia. Không mất nhiều thời gian, Chu Văn đã hiểu thành thị này đến 7, 8 phần. Tên thành thị này gọi là Bất Hối Thành, sát ma nói không sai, năm đó sau khi Adam và Eva bị khu trục ra khỏi vườn địa đàng, không có chỗ nào để đi, chính sa cho bọn hắn một đường sống, định cư ngay tại bên cạnh thất nhạc viên. Qua nhiều đời sinh sôi, đến hôm nay, bất hối thành mới có quy mô như vậy, trên thực thời kỳ sơ khai nhất, vẻn vẹn chỉ có mấy hang núi mà thôi. Mặc dù những người này sống ở dị thứ nguyên, có điều bọn hắn thoạt nhìn không khác gì nhân loại sống trên địa cầu, ngay cả thiếu hụt trên thân thể cũng giống, không ai có thể bằng vào lực lượng bản thân tấn thăng thần thoại, cho nên người mạnh nhất trong thành thị này, chẳng qua là sử thi mà thôi bọn hắn có thể sinh tồn tại đây ngoài trừ thất nhạc viên bảo hộ bên ngoài vẫn cần bản thân tự mình đi thu hoạch vật tư bọn hắn không phải thần mỗi ngày đều phải ăn uống ngủ nghỉ nhưng bọn hắn không dám tiến vào thất nhạc viên bên kia coi như tiến vào ngoài trừ hoa ra không có gì để ăn cho nên người bất hối thành chỉ có thể đi vào trong dãy núi tìm kiếm thức ăn nhưng sau khi tiến vào núi sâu lực lượng quy tắc dị thứ nguyên càng ngày càng mạnh dân cư bình thường căn bản không thể tiếp nhận cho nên địa phương bọn hắn có thể đi rất hạn chế căn cứ chu văn tin tức nghe được thức ăn của bọn hắn đều là thực vật trong núi mà còn có một chuyện rất kỳ quái bên trong dãy núi có một loại thực vật lá cây của nó hái thế nào cũng không hết nhưng không phải lúc nào cũng tìm thấy loại thực vật kia tình cờ gặp được đã coi như hết sức may mắn thời điểm chu văn vẫn còn đang nghiên cứu những thứ này sát ma cũng không nhàn rỗi hắn một mực nghiên cứu bia mộ muốn tìm ra một chút manh mối nhưng chữ trên bia mộ không có sơ hở gì sát ma nghiên cứu nửa ngày cũng không nhìn ra chỗ có vấn đề cuối cùng sát ma quyết định chắc chắn dự định trước tiên đào mộ eva lên nhìn một chút loại chuyện đào mộ người đã chết này chu văn rõ ràng không thích sát ma sợ chu văn sẽ ngăn cản hắn cho nên hắn không hỏi chu văn thừa dịp thời điểm tâm tư chu văn không chú ý bên này liền trực tiếp đào mở đẩy bia mộ ra lộ ra thạch quan phía dưới sát ma quyết định thật nhanh trực tiếp xúc nắp quan tài lên a à, chu văn đang nghe lén lão nhân và bằng hữu nói chuyện phía ngoài đột nhiên nghe được tiếng kêu của sát ma vội vàng quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện sát ma đã mở ra quan tài eva lúc này sát ma vẻ mặt thoạt nhìn có chút phức tạp con mắt nhìn chầm chầm quan tài kia như nhìn đồ vật quỷ dị gì đó bên trong có cái gì chu văn đi đến bên người sát ma theo ánh mắt hắn nhìn xuống thấy rõ ràng đồ vật trong thạch quan lập tức cũng khẽ giật mình trong quan tài không hề có thi thể hay bộ xương gì bên trong chỉ đề một thứ đây là vật gì tại sao có thứ này chu văn phát hiện đồ vật bên trong quan tài kia lại là một con rối búp bê con rối này rất lớn cơ hồ so với người bình thường mặc váy công chúa được đặt trong quan tài hoặc nhìn như ngủ thiếp đi không ai có thể trả lời hắn sát ma cũng không hiểu ra sao thủ hộ giả không cần mộ ngươi hẳn hỏi chính ngươi nếu là ngươi dưới tình huống gì mới thả thứ đồ chơi này vào trong mộ mở mộ adam ra nhìn một chút chu văn nói với sát ma sát ma bèn đẩy phần mộ adam lên quả nhiên thấy quan tài bên trong mở ra quan tài bên trong quả nhiên vẫn là một tượng gỗ chẳng qua lần này bộ dáng con rối là một nam sinh mặc áo đuôi tôm thoạt nhìn rất lịch sự đây rõ ràng là hai con rối bên trong căn bản không có thi cốt nói cách khác nơi này không thể nào là mộ adam và eva sát ma nói chu văn dùng đế thính cẩn thận quét hình trong thạch quan ngoại trừ hai con rối bên ngoài chẳng phát hiện bất cứ thứ gì cái này kỳ quái nếu nói adam và eva chân chính không chết chỗ này vậy bọn hắn đi nơi nào người trong bất hối thành rốt cuộc có phải hậu đại bọn hắn không trong lòng chu văn nghi hoặc tần tần sát ma muốn lấy hai con rối này ra nhìn kỹ một chút nhưng vô luận hắn dùng sức thế nào con rối bên trong vẫn không thể nào nhúc nhích hai con rối này có vấn đề dùng lực lượng của ta đừng nói con rối coi như nó được đúc bằng vàng cũng không khó lấy ra a à, thời điểm sát ma nói chuyện lại đột nhiên kêu thảm một tiếng một đầu cắm xuống mặt đất sát ma ngươi thế nào rồi chu văn nhìn sát ma vừa ngã xuống bên cạnh bia mộ không nhúc nhích như chết lập tức kinh hãi cũng không dám đi qua chỉ dám đứng bên cạnh gọi tên sát ma nhưng hô vài tiếng sát ma vẫn không đáp lại chút nào ta đã sớm nói loại chuyện đào mộ này không hề may mắn rất dễ dàng xảy ra chuyện ngươi lại không nghe hết lần này tới lần khác muốn đào vẻ mặt chu văn cổ quái nhìn hai con rối kia hắn triệu hoán ra hoàng kim chiến thần để bọn hắn đem ngôi mộ phục hồi nguyên trạng bản thân chu văn không dám tới gần đắp nắm quan tài lên để mọi thứ trở lại như cũ hoàng kim chiến thần không hề nhận công kích nhưng sát ma vẫn không nhúc nhích chu văn gọi thế nào cũng vô dụng coi như dùng điện đánh hắn dùng băng nện hắn hắn cũng không phản ứng có điều sinh cơ trên người sát ma không đoạn tuyệt nhưng thoạt nhìn giống như chết lâm sàng qua một hồi lâu sát ma mới mơ mơ màng màng bò lên vừa rồi xảy ra chuyện gì sau khi sát ma thảnh tỉnh một chút nhìn chu văn hỏi lời này ta nên hỏi ngươi mới đúng chu văn đem chuyện hắn vừa ngã quỵ nói lại một lần sau khi sát ma nghe xong vẻ mặt trở nên khó coi nói tại sao có thể như vậy ta chẳng nhớ một chút gì tốt nhất không nên đụng vào thứ đồ chơi này chu văn không nguyện ý kiếm chuyện căn dặn sát ma không nên loạn động trong lòng bản thân sát ma vẫn sợ hãi coi như bảo hắn đụng lại hắn cũng không dám đụng nơi này vẫn tính an toàn chúng ta tạm thời ở nơi này một quãng thời gian ngươi đi hỏi thăm một chút trên núi kia có cái gì Chu Văn để sát ma đi tìm hiểu tin tức, còn hắn thì ở nơi này cày phó bản. Dưới hàng loạt nguyên khí kết tinh nuôi nấng, bạo quân bỉ mông hẳn không lâu nữa có thể tấn thăng thiên tai. Sau khi sát ma đi, Chu Văn một lần lại một lần cày phó bản thiên su tinh, mặc dù vẫn không gánh nổi lực lượng quan bạo kia, có điều hắn lại càng ngày càng hiểu rõ năng lực sinh vật mặt tử tinh khôi giáp kia. Trừ phi hỗn độn đảng tấn thăng thiên tai cấp, bằng không rất khó gánh vác quan bạo, phải ngẫm lại những biện pháp khác mới được chu văn đang suy nghĩ phương pháp khác có thể giết chết sinh vật kia trong thời gian ngắn nói vậy hỗn độn đảng không cần tấn thăng thiên tai vẫn được một bên suy tư một bên vận chuyển nguyên khí kết tinh thể rắn vào miệng bạo quân bỉ mông nhưng đột nhiên nguyên khí kết tinh ngừng vận chuyển lại không đợi chu văn làm rõ chuyện gì hỗn độn đảng đã bị no bạo không tiếp tục tiến vào phó bản chu văn mở ra tư liệu bạo quân bỉ mông nhìn một chút phát hiện nó quả nhiên tiến vào trạng thái tiến hóa không có con hàng ăn như bạo quân bỉ mông không có phối sủng nào có thể tiêu hóa nổi nhiều nguyên khí kết tinh như vậy thời gian hỗn độn đảng có thể kiên trì được càng ngắn hơn bạo quân bỉ mông tiến hóa là chuyện tốt nhưng trước khi nó tấn thăng chu văn chỉ có thể tìm biện pháp khác chu văn nhìn ma anh một chút nàng một mực đi ngủ hoặc nhìn không khác người bình thường dù không có dấu hiệu tiến hóa tuy nhiên lại gọi thế nào cũng không dậy một lúc sau sát ma trở về cũng không biết hắn dùng phương pháp gì đã dò xét xong tình huống nơi này. Người bất hối thành căn bản không dám rời bất hối thành quá xa, thức ăn của bọn hắn chỉ là thực vật trên núi, đã từng có người đi vào dãy núi, kết quả đại bộ phận đều chết, ngay cả chết thế nào cũng không biết. Nhìn tình huống trong dãy núi hẳn có khủng cụ cấp sinh vật, bọn hắn chẳng qua là người bình thường, tự nhiên không nhìn thấy khủng cụ cấp sinh vật. Sát ma dừng một chút, lại nói tiếp. Có điều từng có người nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trong dãy núi, có vô số cự xà bò khắp núi trong đó có một đầu xích hồng cự xà chiếm cứ ngọn núi thân thể còn lớn hơn mỏm núi nghe miêu tả của bọn hắn hắn giống loại rắn dụ hoặc adam và eva trong truyền thuyết muốn từ trong dãy núi ra ngoài không phải một chuyện dễ dàng coi như thành công đi ra cũng chưa chắc có thể tìm tới đường trở về chúng ta tạm thời vẫn ở đây đi chờ sau khi tiểu anh tỉnh lại để nàng có biện pháp gì giúp chúng ta trở về không chu văn suy nghĩ một chút nói sớm nên vậy. Sát ma dừng một chút, còn nói thêm. Ta còn nghe tin tức từ những người dân trong thành kia, phát hiện một chuyện, mặc dù nơi này được thất nhạc viên bảo hộ, có điều dù sao đều không ở trong thất nhạc viên, tình cờ vẫn có dị thứ nguyên sinh vật đi vào nội thành, ăn không ít người, đoán chừng cũng là loại cự xà kia tác quai tác quái. Xem ra nơi này cũng không an toàn, hy vọng tiểu anh có thể sớm tỉnh lại. Chu Văn cảm thấy, ma anh hẳn có biện pháp dẫn bọn hắn trở về dù sao già thiên linh vẫn trong tay ma anh trước đó băng nữ sử dụng già thiên linh xuyên toa không gian đến khu vực giảm sốc giữa vũ trụ địa cầu và dị thứ nguyên chu văn tiếp tục chơi game cày phó bản sát ma muốn tìm người nói chuyện cũng không tìm được gấp muốn chết không tới hai ngày sát ma không nhịn được nữa hắn nói với chu văn muốn tìm kiếm đường trong dãy núi thử xem còn đường ra khác không sau khi sát ma rời đi mỗi ngày chu văn đều cày phó bản một hôm sau khi vết tay súng bắn tỉa Đột nhiên nghe được đinh một tiếng, thanh âm khác so với rơi thứ nguyên kết tinh, càng không giống âm thanh trứng phối sủng tuôn ra. Luân hồi thạch. Chu Văn thấy rõ ràng đó là vật gì, lập tức vui mừng quá đổi. Cày phó bản lâu như vậy, đây là viên luân hồi thạch thứ hai, trước đó hắn đã dùng trên thân đại uy kim cương ngưu, khi đó Chu Văn còn không biết tác dụng của luân hồi thạch, chẳng qua thử nghiệm thôi. Hiện tại Chu Văn đã biết, luân hồi thạch có thể giúp phối sủng không tiến hóa thu được thuộc tính tiến hóa mà thuộc tính bản thân có thể cường hóa đến trình độ nhất định thậm chí có thể thức tỉnh một vài kỹ năng mới trên tay chu văn có rất nhiều phối sủng không tệ nhưng bởi không có thuộc tính tiến hóa đẳng cấp không thể tăng lên tự nhiên không thể thỏa mãn nhu cầu của chu văn loại phối sủng đặc thù hiếm hoi kia hiện tại đã không dùng được bỏ đi lại tiếc nhưng có luân hồi thạch những phối sủng kia được cứu rồi để ta thử nhìn một chút rốt cuộc nên chọn phối sủng nào đây có không ít phối sủng chu văn đều hy vọng chúng tấn thăng thế nhưng luân hồi thạch chỉ có một viên nhất định phải lựa chọn kỹ kỹ năng của báo tang ô nha kỳ thực rất hữu dụng nếu để nó sử dụng luân hồi thạch nói không chừng có thể tiến hóa thành một đầu phối sủng mạnh mẽ medusa kỳ thật cũng không tệ hiện tại thoạt nhìn vô dụng thế nhưng vạn nhất sau khi tiến hóa nói không chừng kỹ năng của nó sẽ trở nên cường đại còn có cổ chủng phân liệt nồng nọc nếu tiến hóa đến thiên tai cấp không biết năng lực nổ tung phân liệt của nó mạnh bao nhiêu. Chu Văn nhìn đám phối sủng một lần, phát hiện có rất nhiều phối sủng cần luân hồi thạch, trong lúc nhất thời Chu Văn cũng hơi phân vân. Chu Văn suy tính một hồi lâu, cuối cùng lựa chọn đem luân hồi thạch cho Hắc Ám Y sư. Kỹ năng của Hắc Ám Y sư, kỳ thực Chu Văn vô cùng thích, hơn nữa phối hợp trạng thái của nó là hồn, có thể bám trên thân Chu Văn, Chu Văn có thể sử dụng tất cả kỹ năng của nó. Nhưng đẳng cấp nó quá thấp đã không đáp ứng yêu cầu hiện tại của Chu Văn, lại không có thuộc tính tiến hóa, Chu Văn vẫn luôn muốn tăng cấp bậc nó lên. Vậy chọn Hắc Ám Y Sư đi. Chu Văn triệu hồi ra Hắc Ám Y Sư, đưa Luân Hồi Thạch cho hắn. Sau khi sử dụng Luân Hồi Thạch, trên thân Hắc Ám Y Sư lập tức phát sinh biến hóa thần kỳ. Thần thoại cấp Hắc Ám Y Sư tốc độ cao biến hóa, không bao lâu liền biến thành phàm thai cấp. Phàm thai cấp Hắc Ám Y Sư thoạt nhìn có mấy phần manh manh bộ dáng giống nam hài năm sáu tuổi xinh đẹp, không có chút biểu lộ nào, giống người máy, mặc một bộ áo choáng màu đen trên thân, không giống y sư lắm, có vẻ giống một sư hơn. Mở tư liệu hắc ám y sư ra, quả nhiên nó đã về phàm thai cấp. Hắc ám y sư, phàm thai cấp, có thể tiến hóa. Lực lượng, 11. Tốc độ, 11. Thể phách, 11. Nguyên khí, 11. Kỹ năng thiên phú, giao giải phẫu, lấy độc trị độc thấu thị chi quan sát nhân danh y phối hợp trạng thái hồn kỹ năng đều còn hơn nữa còn xuất hiện thêm một kỹ năng sát nhân danh y không biết tác dụng gì sát nhân làm sao liên hệ với danh y được chu văn nhìn kỹ giới thiệu kỹ năng sát nhân danh y sát nhân danh y giết một người cứu một người cứu một người giết một người chu văn nhìn hồi lâu không hiểu rõ rốt cuộc giới thiệu kỹ năng này có ý gì chẳng lẽ nói sau này muốn dùng hắc ám y sư cứu người trước hết phải giết một người đây không phải chém gió sao chu văn cảm thấy kỹ năng này nhất định không đơn giản muốn thử sau khi cứu người có hiệu quả gì không có điều vẫn chưa có người hắc ám y sư đi cứu dù sao hắc ám y sư phần lớn đều dùng lấy độc trị độc cứu người chu văn cũng không thể giết dùng độc giết người chứ hiện tại phối sủng đã có nhưng làm sao tấn thăng vẫn là một vấn đề trước đó đại uy kim cương ngưu về tới phàm thai cấp chỉ cần cho ăn một chút nguyên khí kết tinh tự nhiên tấn thăng, hiện tại đã là thần thoại, nhưng muốn tiến thêm một bước sẽ không dễ dàng như vậy, tạm thời vẫn chưa biết làm sao tấn thăng khủng cụ cấp. Chu Văn thử đút cho Hắc Ám Y sư một ít nguyên khí kết tinh, mặc dù Hắc Ám Y sư hơi trưởng thành một chút, nhưng tốc độ trưởng thành không nhanh, mà Hắc Ám Y sư chỉ có thể hấp thu một bộ phận nhỏ nguyên khí kết tinh, tác dụng không lớn, trái ngược con hàng ăn bạo quân bỉ mông xem ra dùng nguyên khí kết tinh giúp hắc ám y sư tiến hóa rất khó như vậy rốt cuộc nó cần gì tiến hóa đây chu văn nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy hẳn nên tới chỗ có độc thử một lần kỹ năng của hắc ám y sư liên quan đến độc trừ cái đó ra chu văn thực sự không nghĩ ra còn phương pháp gì giúp nó tiến hóa bên trong phó bản chu văn đã đao loát bên trong bất quy cốc có không ít độc trùng và cổ trùng hẳn là địa phương lý tưởng nhất trừ cái đó ra còn có độc dao đầm trạch thành nơi đó cũng có kịch độc, cũng có thể thử một chút. Cân nhắc một lát, Chu Văn liền lựa chọn độc da đầm, nước trong đầm có độc, đầu tiên có thể dùng nước đầm thử một chút. Mang theo hắc ám y sư đến độc dao đầm, không đợi Chu Văn thí nghiệm, hắc ám y sư đã tự minh tiến đến bên cạnh độc dao đầm, lấy ra ống kim, rút một ống nước độc, sau đó đâm vào tay, trực tiếp bơm nước độc vào. Chỉ chốc lát sau, Chu Văn ngạc nhiên phát hiện, hắc ám y sư tấn thăng truyền kỳ, một lần nữa thu được mệnh cách, mệnh cách của hắn vẫn giống trước, vẫn là hoàng kim tay trái. Dễ tiến hóa như vậy sao, tiêm thêm mấy phát nữa, chẳng phải có thể nhanh chóng tấn thăng thần thoại rồi. Nhưng vẹn vẹn tiêm một ống nước độc, hắc ám y sư lại không động nữa. Độc dao trong đầm bị kinh động, chu văn nhất kích miễu sát, sinh vật thoạt nhìn rất mạnh mẽ trước đây, so với chu văn hiện tại, cảm giác đã quá yếu. Xác định hắc ám y sư không cần nước độc nơi này, chu văn đành phải mang nó sang phó bản khác phó bản có độc tố như trắc lục, bất quy cốc chu văn đều xoay chuyển một lần mỗi lần hắc ám y sư thấy độc tố mới đều rút kim tim sau đó tiêm vào người nó tự hồ có thể chất vạn độc bất xâm thậm chí còn cường đại hơn người khác chẳng qua vạn độc bất xâm hắc ám y sư lại có thể sử dụng độc tố cường hóa thân thể có ít độc tố có thể giúp hắc ám y sư tiến hóa có chút độc tố lại không mang lại tác dụng lớn mà thời điểm cấp thấp tùy tiện tiêm một loại độc tố vào có thể tấn thăng sau này tiêm vào mấy loại, mới có thể tấn thăng. Bận rộn nửa ngày, cuối cùng hắc ám y sư đã tiến hóa trở lại thần thoại, mệnh hồn và vận mệnh chi luân đều giống trước đây. Chu Văn lại thử mấy loại độc tố, đều không thể giúp hắc ám y sư tiếp tục tiến hóa, sau đó tạm thời không tìm thấy độc tố mới, không có cách nào tiếp tục thí nghiệm. Xem ra dùng độc, rất khó giúp hắc ám y sư tiến hóa đến khủng cụ cấp, nhất định phải tìm một chút sinh vật độc hệ mạnh mẽ, lợi dụng bọn chúng giúp hắc ám y sư tiến hóa chu văn cảm thấy nếu gặp được thiên tai cấp sinh vật độc hệ hẳn có thể giúp hắc ám y sư tấn thăng khủng cụ cấp biết đi nơi nào tìm thiên tai sinh vật độc hệ đây trong lúc nhất thời chu văn nghĩ tới chính là sinh vật phía trên lam bảo thạch trắc lộc kia có điều nó một mực bên trong lam bảo thạch không dễ dàng giết chết mà không biết rốt cuộc nó có độc tố không chu văn lại đem tất cả phó bản đều suy nghĩ một lần cũng không nghĩ ra nơi thích hợp thừa cơ hội này chu văn lại đem phối sủng ra bởi phối sủng cấp thấp đã không còn tác dụng lớn nên có thể lấy ra làm tài liệu phụ trợ mà những thành phần đặc biệt kia chu văn cảm thấy có ích không muốn đi hợp dung hợp vậy phải nghĩ biện pháp đề thăng lên tốt nhất đủ tấn thăng đến thiên tai cấp kém cỏi nhất cũng phải là khủng cụ cấp bằng không trong giai đoạn chiến đấu hiện tại cơ hồ vô dụng phải nghĩ biện pháp tấn thăng hắc ám y sư tà linh vương gần nhất đã hấp thu không ít khủng cụ cấp sinh vật Hãng sách tấn thăng cũng cụ cấp Ba tiêu tiên cũng phải tiến thêm một bước Ma giáp hổ phách tướng không biết nên tấn thăng hay không Chu văn đem nhóm phối sủng tương đối quan trọng của hắn ra Lập tức hơi nhức đầu Số lượng phối sủng muốn tấn thăng quá nhiều Mỗi một đầu đều có chỗ độc đáo Không nỡ bỏ làm tài liệu Làm chu văn xoắn suýt nhất vẫn là ma giáp hổ phách tướng Phối sủng này rất mạnh Nhưng kỹ năng khắc chủ vẫn còn Chu văn vẫn luôn e ngại Ma giáp hổ phách tướng và phối sủng trúc đao, hai thần khí khắc chủ tại thân này, nếu đều, đều tấn thăng thiên tai cấp, Chu Văn sợ bản thân hắn không chịu được. Nhưng ma giáp hổ phách tướng lại dùng tốt, đặc biệt trên phó bản hàng tinh, đối với ma giáp hổ phách tướng mà nói, cơ hội tác chiến trên sân nhà. Mà trong tinh không vũ trụ, khẳng định có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực hàng tinh, để ma giáp hổ phách tướng một chỗ không dùng, quả thực quá lãng phí. Lại thử một lần nữa xem sao, năng lực khắc chủ của trúc đao mạnh hơn ma giáp hổ phách tướng hẳn không có vấn đề gì chắc không có chuyện gì đâu chu văn do dự một hồi lâu vẫn quyết định muốn đem ma giáp hổ phách tướng đề thăng lên có một ít dị thứ nguyên lĩnh vực xác thực cần ma giáp hổ phách tướng xông pha lên chiến đấu đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những phối sủng khác tấn thăng rất khó coi như chu văn muốn chúng tấn thăng cũng không phải lập tức có thể hoàn thành nhưng ma giáp hổ phách tướng lại khác sử dụng nó dung hợp, tỷ lệ thấp đều không chết, nói cách khác, chỉ cần dung hợp với khủng cụ cấp phối sủng, ma giáp hổ phách tướng sẽ có cơ hội tấn thăng khủng cụ cấp, dung hợp với thiên tai cấp phối sủng, nó cũng có thể tấn thăng thiên tai cấp, nói chung loại năng lực, những phối sủng khác không có. Trúc đao cũng có thuộc tính khắc chủ, Chu Văn tạm thời chưa muốn nó tấn thăng. Hiện tại thiên tai cấp phối sủng vẫn rất hữu dụng, Chu Văn không nở lấy ra dung hợp, trước tiên chỉ có thể dùng khủng cụ cấp phối sủng, giúp ma giáp hổ phách tướng tấn thăng khủng cụ cấp rồi nói dùng phối sủng nào dung hợp đây chu văn kiểm tra lại tất cả khủng cụ cấp phối sủng của hắn khủng cụ cấp phối sủng không đáng tiền nhất là hoàng kim chiến thần nhưng kỹ năng của hoàng kim chiến thần lại không thích hợp với ma giáp hổ phách tướng chu văn kỳ thực không có nhiều khủng cụ cấp phối sủng dễ dàng tuôn ra nhất chỉ là hoàng kim chiến thần những khủng cụ cấp phối sủng khác đều tương đối khó tuôn phối sủng như thập hào tử thần vô cực yêu long vương tù long ba tiêu tiên chu văn cũng không nỡ lấy ra dung hợp còn lại hoàng kim chiến thần hỏa diễm quân chủ các loại kỹ năng của chúng đều không phù hợp với ma giáp hổ phách tướng nhìn đi nhìn lại đều không chọn được khủng cụ cấp phối sủng thích hợp với ma giáp hổ phách tướng theo độ phù hợp mà nói thập hào tử thần tù long cùng hổ phách tướng tương đối thích hợp nhưng hai phối sủng này đều đặc sắc dùng làm tài liệu thực sự quá lãng phí chu văn suy nghĩ một chút vẫn không nở cuối cùng quyết định trước dùng hoàng kim chiến thần dung hợp nhiều lắm thì thay đổi một chút kỹ năng ma giáp hổ phách tướng không phù hợp cái này hẳn không ảnh hưởng lớn chỉ cần giúp ma giáp hổ phách tướng tấn thăng cũng cụ cấp là được nghĩ như vậy chu văn không do dự nữa đem ma giáp hổ phách tướng đặt vào cuộc dung hợp sau đó đưa hoàng kim chiến thần vào cuộc tài liệu trực tiếp nhấn dung hợp một hồi hào quang lấp lánh hoàng kim chiến thần trong cuộc tài liệu biến mất mà ma giáp hổ phách tướng nơi đó phát sinh biến hóa. Hổ phách tướng mặc tử giáp, lúc này khôi giáp biến thành tử kim, hơn nữa khôi giáp bao bọc đối với hổ phách tướng và vật cưỡi càng thêm hoàn chỉnh, hoặc nhìn như trọng trang kỵ sĩ. Cái này chỉ là biến hóa nhỏ, không khác lúc trước lắm, biến hóa lớn nhất chính là thương trong tay hổ phách tướng. Nguyên bản trong tay hắn cầm một thanh trường thương, hiện tại mặc dù vẫn là trường thương, nhưng kiểu dáng không phải loại cổ đại, mà biến thành một loại trường thương mang cảm giác khoa học kỹ thuật hiện đại tạo hình vô cùng khoa trương chu văn cũng không hình dung trường thương kia bộ dáng thế nào nhưng nhìn rất đẹp bộ phận đầu thương hết sức lập thể mà tương đối rộng không giống trường thương cổ đại mặt trên còn chút lỗ thủng không biết dùng làm gì ngoại hình cũng không trọng yếu hiện tại chu văn chỉ muốn biết ma giáp hổ phách tướng đã tấn thăng khủng cụ cấp hay chưa kỹ năng của nó có bị tẩy không ma giáp hổ phách tướng khủng cụ cấp có thể tiến hóa. Mệnh cách hung thần ác sát. Mệnh hồn, hổ phách ma văn. Vận mệnh chi luân, cực hung cực ác. Khủng cụ hóa, ác ma kỵ sĩ, cấp S. Lực lượng 82. Tốc độ 82. Thể phách 82. Nguyên khí 82. Kỹ năng thiên phú, bách luyện cương lô, đấu đá lung tung, ma thạch chú, nhân kỵ hợp nhất, phá giáp thương, tội ác chồng chất trừng thiên nước độc, khắc chủ, điên cuồng bắn phá. Phối hợp trạng thái, không. Sau khi nhìn tư liệu của ma giáp hổ phách tướng, Chu Văn lập tức vui mừng quá đổi, quả nhiên tấn thăng khủng cụ cấp, mà kỹ năng không hề mất đi, hơn nữa còn thêm một kỹ năng điên cuồng bắn phá. Hổ phách tướng dùng trường thương cổ đại, không phải súng ống hiện đại, kỹ năng điên cuồng bắn phá này đoán chừng là một kỹ năng phế, hẳn vô dụng đối với nó. Đây là kết quả tốt nhất Chu Văn có thể nghĩ, thêm một kỹ năng phế, dù sao vẫn hơn không có thêm kỹ năng. Thử trước một chút xem, ma giáp hổ phách tướng khủng cụ hóa thế nào. Chu Văn lựa chọn tiến vào phó bản Dương Thành, sau đó triệu hoán ma giáp hổ phách tướng, đồng thời trực tiếp khủng cụ hóa. Trong tích tắc ma giáp hổ phách tướng buông xuống, Chu Văn cảm giác bản thân không phải chơi đùa, mà đang xem một bộ phim khoa huyễn. Ma giáp hổ phách tướng một thân mặt trọng giáp, tựa như kỵ sĩ khoa học kỹ thuật, khôi giáp màu tím sậm, vị trí khe hở lộ ra tử quan, tạo thành đường công buộc vòng quanh khôi giáp. Trên thân ma giáp hổ phách tướng còn thiêu đốt ác ma chi diễm, trường thương trong tay cũng bốc lên tử diễm, đặc biệt bộ phận đầu, những lỗ thủng kia còn phun ra ánh sáng màu tím, cảm giác mười phần bá đạo. Bề ngoài không tệ, không biết chiến lực thực tế thế nào, để ta nhìn bản sự của ngươi đi, toàn lực tiến công. Chu Văn hạ lệnh ma giáp hổ phách tướng công kích những huyết cốt miếu đó con mắt hổ phách tướng cùng vật cưỡi đồng thời phát sáng lên lập lòe tử quan giật mình một giây sau hổ phách tướng giơ trường thương trong tay lên chuyện khiến chu văn trợn mắt há hốc mồm phát sinh những lỗ thủng trên thanh trường thương kia lại liên tục phun ra tử quan đạn như mưa sa công kích về phía huyết cốt miếu kia bành 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 động tĩnh này không khác gì gác linh lắm thế nhưng uy lực những tử quan đạn kia so với gác linh mạnh hơn nhiều sau một hồi cùng loạn oanh tạc trên tường và cửa rất nhiều huyết cốt miếu bị bắn nát từng đầu huyết linh từ huyết cốt miếu vọt ra tức giận nhào về phía hổ phách tướng trường thương ma giáp hổ phách tướng liên tục bắn phá khiến không ít huyết linh phóng tới hắn bị bắn nổ ta đi ma giáp hổ phách tướng lại biến thành kỵ sĩ cơ giáp ư chu văn há to miệng nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại giật mình nói nhưng rất nhanh chu văn phát hiện suy nghĩ của hắn quá đơn giản cũng quá ngây thơ rồi thời điểm có huyết linh tới gần ma giáp hổ phách tướng nó lại nhanh chóng dùng thương một thương đâm xuyên lồng ngực huyết linh chọc lên trời nghe hết sức mâu thuẫn trên thực tế xác thực vậy thanh trường thương kia không chỉ dùng làm vũ khí hiện đại còn có thể dùng như trường thương cổ đại chu văn một bên nhìn ma giáp hổ phách tướng biểu diễn trường thương trong tay của hắn thỉnh thoảng khiêu vũ thỉnh thoảng phẫn nộ phun ra mạnh mẽ giết ra một con đường máu trong đám huyết linh kia Đáng tiếc nơi này không có lực lượng hỏa diễm phụ trợ, bằng không nó có thể cường đại hơn. Ha ha, lần này dung hợp quá hoàn mỹ, hiện tại ma giáp hổ phách tướng vừa cận chiến vừa đánh xa, hơn nữa có thể công kích bắn phá trên diện tích lớn, đơn giản quá hoàn mỹ. Chu Văn hưng phấn trong lòng. Mắt thấy hổ phách tướng càng đánh càng mạnh, bên trong trang giáp kim loại phản phất là một cái lò nung lớn, hỏa diễm bên trong bùng nổ, hổ phách tướng cũng càng ngày càng mạnh, những huyết linh ra tới nhiều đến đâu đều bị hổ phách tướng vô tình giết chết. Thời điểm ma giáp hổ phách tướng vọt tới chỗ quỳ ngưu, quỳ ngưu phát ra tiếng sấm rền, ma giáp hổ phách tướng lại chịu được công kích kia, vọt tới trước mặt quỳ ngưu, điên cuồng đại chiến, hơn nữa còn không rơi vào thế hạ phong. Quá trâu, đây chỉ là kết quả không ngừng chiến đấu, nếu chiến đấu trong hỏa diễm, hắn sẽ càng ngày càng mạnh. Chu Văn có loại xúc động muốn ngay lập tức mang ma giáp hổ phách tướng đến phó bản hỏa hệ khảo nghiệm hổ phách tướng càng đánh càng mạnh quỳ ngưu không có năng lực này dần dần rơi xuống hạ phong sau 2 giờ ma giáp hổ phách tướng dùng khủng cụ cấp giết thiên tai cấp quỳ ngưu vết thương chồng chất hấp hối cuối cùng mạnh mẽ hành hạ chết đáng tiếc lần này chỉ tuôn ra tốc độ kết tinh chu văn đút cho phối sủng có nên mang ma giáp hổ phách tướng đến phó bản thiên su tinh thử một chút không mặc dù chu văn cảm thấy ma giáp hổ phách tướng hẳn không ngăn được quan bạo nhưng trong game chết cũng không tổn thất gì liền thử một chút cũng tốt chu văn không biết quan bạo thiên tai tấp sinh vật trên thiên su tinh kia có trong phạm vi tiếp nhận của ma giáp hổ phách tướng không theo lẽ thường đó là một loại lực lượng nhiệt độ cao phóng xạ hẳn trong phạm vi hổ phách tướng có thể chuyển hóa hấp thu nếu loại lực lượng kia hổ phách tướng không cách nào hấp thu chuyển hóa sử dụng chẳng qua dựa vào lực lượng bản thân chọi cứng chỉ sợ trong nháy mắt sẽ tử vong dù sao tù long khôi giáp có được phòng ngự tuyệt đối cũng không ngăn được bao lâu mặc dù lực phòng ngự ma giáp hổ phách tướng cũng rất mạnh, thế nhưng so với tù long giáp, có lẽ vẫn kém nhiều. Mở ra phó bản thiên su tinh, Chu Văn theo kế hoạch trước đây, triệu hoán kim giao tiễn, bản thân thì dùng hỗn độn đảng bảo vệ, bên trong còn mặt tù long giáp, chờ thời điểm hỗn độn đảng bảo chết, còn có thể kiên trì thêm một quãng thời gian. Lần này khác biệt chính là, bên cạnh Chu Văn còn có ma giáp hổ phách tướng. Đại môn vừa mở, kim giao tiễn đã vọt tới tử tinh khôi giáp sinh vật kia, mà sinh vật kia không chút do dự thả ra quan bạo công kích. Hy vọng ma giáp hổ phách tướng có thể chịu được. Chu Văn không hy vọng xa vời ma giáp hổ phách tướng có thể giống hỗn độn đảng chống đỡ lâu như vậy, nhưng ít nhất không bị miễu sát. Chu Văn một mực cảm ứng ma giáp hổ phách tướng, nhìn nó khi nào bị quan bạo giết chết, nhưng ai biết Chu Văn đợi hồi lâu, hổ phách tướng cũng không bị giết chết. Ngược lại bản thân Chu Văn bởi không có bạo quân bỉ mông ăn bất nguyên khí kết tinh, thời gian hỗn độn đảng chống đỡ được lại giảm đi nhiều. Chờ hỗn độn đảng bị phá, thời điểm màn hình trò chơi đen lại, ma giáp hổ phách tướng vẫn không chết. Xem ra lực lượng quan bạo của tử tinh khôi giáp sinh vật, hổ phách tướng cũng có thể hấp thu biến hóa để bản thân sử dụng, bằng không không thể kiên trì lâu như vậy. Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Hổ phách tướng có thể kiên trì thời gian dài như vậy, khẳng định đã trở nên rất mạnh, Chu Văn không biết nó có thể mạnh đến mức nào, nếu có thể vô hạn mạnh lên, vậy thì quá kinh khủng, nói không chừng có thể nghịch thiên chém giết sinh vật kia. Đương nhiên, đây chỉ là Chu Văn ảo vọng, trên thực tế bất luận kỹ năng gì đều có cực hạn, không có khả năng không hạn chế, thân thể ma giáp hổ phách tướng cũng không thể chịu được lực lượng kinh khủng như vậy. Chu Văn lại thử thêm lần nữa, vẫn chưa thử nghiệm đến nơi đến chốn, bởi bản thân hắn không kiên trì nổi đến lúc ma giáp hổ phách tướng mạnh lên, Chu Văn vừa chết, trò chơi liền kết thúc hổ phách tướng căn bản không có cơ hội mạnh đến cực hạn chu văn đột nhiên phát hiện chính hắn là trở ngại lớn nhất không được phải nghĩ biện pháp để sống lâu một chút ngay cả bảo mệnh còn chưa làm được nói gì đánh nhau ta quá phế đi chu văn trầm tư suy nghĩ muốn bản thân mạnh mẽ sống lâu hơn chút chỉ dựa vào hỗn độn đảng không có khả năng kiên trì lâu như vậy coi như thời điểm bạo quân bỉ mông vẫn còn thời gian kiên trì cũng không nhiều ý nghĩa không lớn nhất định phải kiên trì lâu hơn mới được. Chu Văn nói một mình. Phương pháp tốt nhất hắn có thể nghĩ tới, chính là đem hỗn độn đảng tấn thăng thiên tai cấp, nhưng đây là dị thứ nguyên, đừng biết đi đâu tìm dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp. Hiện tại ta không thể quay về, vậy phải làm sao bây giờ? Chu Văn nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên nhãn tình sáng lên. Không biết có thể mượn phó bản trong game tấn thăng hay không? Nghĩ liền thử, chẳng qua Chu Văn không biết bên trong phó bản hắn đau loát, cái nào có thể giúp hắn tấn thăng thiên tai cấp. Đương nhiên, Chu Văn cũng không biết phó bản trò chơi có thể giúp hay không, tất cả chỉ có thể chậm rãi thử nghiệm. Chu Văn suy nghĩ phó bản hắn có một lần, đối ứng với nguyên khí quyết hắn tu luyện, nếu có cái tương tự, Chu Văn bèn đi thử thời vận. Hỗn độn đệ nhất trực tự là nguyên khí quyết phương Tây, phó bản trò chơi phương Tây ta đao loát không nhiều, hiện tại hình như không có cái nào phù hợp, biết vậy ta hẳn sớm đi Tây khu đao loát nhiều phó bản hơn hiện tại chu văn không kịp hối hận chờ chút chu văn đột nhiên nghĩ đến một cái gì thứ nguyên lĩnh vực đó chính là phòng nhỏ điềm điềm cũng chính là thời gian tiểu ốc nơi đó có bốn gian phòng quá khứ hiện tại tương lai cùng hỗn độn chu văn suy nghĩ nếu dùng tên hỗn độn không biết có quan hệ gì với hỗn độn đệ nhất trật tự không nhưng điềm điềm là thượng đế thời gian tiểu ốc là gì thứ nguyên lĩnh vực liên quan đến thượng đế hỗn độn đệ nhất trật tự lại là nguyên khí quyết liên quan đến giấc cả hai không cùng thần hệ không biết có thông dụng hay không chu văn vẫn quyết định đi thử thời vận trên thực tế trước đây chu văn đã sử dụng hỗn độn đảng đi vào thời gian tiểu ốc chỉ có hỗn độn đảng mới có thể ngăn cản lực lượng thời gian trong đây có điều khi đó chu văn vẫn không hề suy nghĩ phương diện này cho nên không lưu ý lần nữa dùng hỗn độn đảng tiến vào thời gian tiểu ốc hết thảy nơi này đều không biến hóa lớn chu văn không dám tiến vào phòng quá khứ và tương lai hắn đi vào phòng hỗn độn nhìn một chút kết quả không phát hiện gì đồ vật trong phòng không nhiều chu văn sờ soạn một lần cũng không cảm giác có cái gì biến hóa dị thường do lực lượng phòng hỗn độn không hợp hỗn độn để nhất trật tự hay trong trò chơi không thể tấn thăng thiên tai đây chu văn vẫn không cách nào xác định rốt cuộc là khả năng nào có điều cứ như vậy trở về chu văn lại không cam tâm suy nghĩ một chút chu văn quyết định lại đi phòng tương lai nhìn một chút đi phòng quá khứ có thể trở lại quá khứ mà đi phòng tương lai có thể nhìn thấy tương lai nhưng trong phòng tương lai lại là một mảnh hư vô chẳng còn gì nữa chu văn đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng hắn không biết điều này có ý nghĩa gì hiện tại thực lực chu văn mạnh hơn trước nhiều hắn muốn vào xem tiếp hy vọng thấy chút gì đó lần nữa tiến vào phòng tương lai kết quả cảnh tượng vẫn giống chu văn thấy trước đây Màn hình điện thoại di động đen kịt một màu, như bị tắt nguồn. Bởi kinh nghiệm, Chu Văn trực tiếp mở ra Cổ Hoàng Kinh, sử dụng lực lượng nhân hoàng chiếu sáng bốn phía. Cổ Hoàng Kinh đã là thiên tai cấp, năng lượng cường đại hơn trước nhiều, trước kia Chu Văn chỉ có thể chiếu sáng một vùng rất nhỏ, lúc này có thể chiếu sáng bán kính mấy chục mét. Chẳng qua ánh sáng này vẫn chưa thể chiếu sáng phòng tương lai, chân chính chiếu sáng một vùng tâm tối chính là lực lượng sinh cơ mạnh mẽ của Cổ Hoàng Kinh kia khi bốn phía được chiếu sáng chu văn lập tức quan sát tỉ mỉ bốn phía cảnh tượng đập vào mắt khiến trong lòng hắn vui vẻ bởi chu văn phát hiện nơi này tự hồ không phải thế giới hư vô hoàn toàn phía dưới hắn vẫn có một chút vật thể tồn tại chẳng qua trong lúc nhất thời chu văn không phân biệt được phía dưới rốt cuộc là thứ gì bởi phạm vi cổ hoàng kinh chiếu sáng có hạn mà đồ vật phía dưới quá lớn khu vực hiện tại có thể nhìn thấy chẳng qua là một bộ phận trong đó tự như người mù sờ voi chu văn không cách nào bằng bộ phận nhìn thấy này đánh giá đây rốt cuộc là thứ gì bộ phận có thể nhìn thấy là một bình đài đá gập ghềnh mấp mô giống bị máy bay oanh tạc chu văn vừa định muốn hạ xuống lại gần bình đài kia một chút thấy rõ ràng nơi này rốt cuộc là địa phương nào chu văn còn chưa động lại phát hiện bình đài đá kia lại động bình đài đá kia đang từ từ xoay chuyển hết sức rõ ràng phía dưới bình đài đá kia không phải lục địa bằng không sẽ không xoay chuyển theo theo tảng đá xoay chuyển, Chu Văn dần dần thấy được dấu vết nhân công điêu khắc, phát hiện thứ này lại là một pho tượng lớn. Chẳng qua bây giờ chỉ nhìn thấy vị trí có hạn, không biết đây rốt cuộc là pho tượng gì. Chờ thời điểm đại bộ phận chuyển động đến mặt khác, Chu Văn kinh ngạc phát hiện thứ kia rất quen. Chu Văn tuyệt đối không lạ lẫm tượng Phật này, nó chính là tượng Phật lớn nhất Long Môn động, trước đây Chu Văn thường xuyên đi Long Môn động, tự nhiên không lạ lẫm gì pho tượng này nhưng bây giờ tượng phật này đã nửa người đều bị nổ tung rất rõ ràng bức tượng phật này đang trôi nổi trong hư không tại sao có thể như vậy tại sao tượng phật này lại biến thành vậy ai đánh nát nó long môn động còn không trong lòng chu văn kinh nghi bất định nếu đây là tương lai thế giới chẳng phải nói lạc dương xong đời rồi thời điểm chu văn đang suy tư màn hình điện thoại di động đột nhiên đen lại chu văn tưởng rằng lực lượng nhân hoàng mất hiệu lực kiểm tra một chút mới biết được nhân vật tí hon chết rồi đến chết thế nào cũng không biết chu văn chỉ có thể âm thầm cười khổ quá khứ hiện tại tương lai hỗn độn hỗn độn đệ nhất trật tự trong này rốt cuộc liên hệ gì chu văn nghĩ đi nghĩ lại đột nhiên nhãn tình sáng lên đúng rồi hỗn độn đệ nhất trật tự chính là nguyên khí quyết của hỗn độn thần địa vị của hỗn độn thần trong thần hệ phương tây không khác bàn cổ thần lắm nếu coi nó là hỗn độn như vậy hỗn độn không có bất luận khái niệm gì về không gian và thời gian, hẳn không có quá khứ, hiện tại, tương lai. Chu Văn không ngừng suy tư. Thời điểm Chu Văn ở bất hối thành, địa cầu bên này lại không thể nào bình tĩnh. Phía trên ma phương lại xuất hiện một ít sinh vật vượt quan, những sinh vật này thấy thế nào đều giống khủng long trên địa cầu, có đầu giống bạo long, khủng long bạo chúa, cũng có loại như tam giác long, hoặc như dực long những sinh vật này đều muốn xông vào dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh kết quả không ngoại lệ đều bị tử tinh khôi giáp sinh vật kia thủ tiêu coi như biết rõ thực lực trên lệch lớn vẫn có sinh vật thỉnh thoảng xông vào tuy nói chút sinh vật giống khủng long hư hư thực thực này không có đầu nào có thể thông qua nhưng ngoại hình và sức mạnh chúng bùng nổ lại trở thành chủ đề đứng đầu các ngươi nói xem những sinh vật như khủng long kia có phải đều xuất sinh từ địa cầu không nghe nói khủng long tuyệt chủng vô cùng ly kỳ chúng nó không phải tự mình rời khỏi địa cầu, tiến vào vũ trụ phát triển chứ. Cái này nói thật không chừng, ngược lại ta cảm thấy rất kỳ quái, vì cái gì khủng long triệt để tuyệt chủng, ngay cả một đầu cũng không còn, đứng trên góc độ xác suất học, cái này không công bằng. Nếu những sinh vật khủng long kia đều từ địa cầu ra, không khỏi quá mạnh đi. Thân thể khủng long vốn cường hãn cực điểm. Sinh vật như khủng long kia rốt cuộc có phải đến từ địa cầu hay không, các tạp chí lớn đều phát biểu quan điểm cá nhân, ngay cả dân chúng bình thường cũng có cách nhìn riêng. Có điều vô luận dạng khủng long gì, cuối cùng đều chết trong dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh, không có đầu nào ngoại lệ. Thời điểm nhân gian đang nghị luận, màn hình ma phương lần nữa sáng lên, lại có sinh vật muốn khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh. Chờ nhìn thấy rõ ràng sinh vật khiêu chiến kia, ngoài ý muốn phát hiện sinh vật lần này, không phải đám khủng long kia đó là một sinh vật giống nhân loại hư hư thực thực, toàn thân của hắn đều có khôi giáp bao vây, không nhìn thấy bộ dáng bên trong khôi giáp. Khôi giáp toàn thân màu đen, thoạt nhìn như gan đúc, không có chỗ nào đặc biệt. Giống bạo long lúc trước, sinh vật kia đi tới bên ngoài cung điện thiên su tinh, đẩy ra đại môn cung điện, sau đó đi vào. Quanh Tử tinh khôi giáp sinh vật trong cung điện bạo phát ra lực lượng tử quan chu văn tương đối quen thuộc. Khác với đám khủng long kia, sinh vật lần này tới không bị trực tiếp miễu sát, bên trong quan bạo kinh khủng kia, lại từng bước từng bước một đi về phía tử tinh khôi giáp sinh vật. Mọi người rất nhanh liền phát hiện, hóa ra hắn không phải tới chém giết tử tinh khôi giáp sinh vật, mà vòng qua vị trí đó, đến phía sau cùng của cung điện. Nơi đó có một cái truyền tống trận, sinh vật kia đứng trên truyền tống trận, sau đó biến mất không thấy gì nữa, màn hình ma phương cũng trở về giao diện bản xếp hạng, cái tên đầu tiên xuất hiện. Hỏa giáp thần Trương Xuân Thu nhẹ nhàng đọc tên ba chữ kia, cho mày, tự hồ đang suy tư chuyện khó khăn gì. Trải qua trận này, mọi người mới biết được, muốn thông qua cung điện, đến truyền tống trận là được, không cần giết chết tử tinh khôi giáp sinh vật kia. Dù vậy, vẫn không có ai dám đi nếm thử, tử tinh khôi giáp sinh vật bột phát ra quan bạo thực sự quá mạnh, muốn thông qua nơi đó không đơn giản. Chu Văn đang nghiên cứu làm sao giết chết tử tinh khôi giáp sinh vật, căn bản không có tâm tư đi xem ma phương, cho nên hắn không biết thông quan không cần giết chết sinh vật kia. Sau khi hỏa giáp thần lên bảng xếp hạng, các đại gia tộc bắt đầu một vòng thảo thí mới, nhưng loại không có khả năng giết chết tử tinh khôi giáp sinh vật, thế nhưng muốn xông quan, nói chung không phải không có khả năng. Mọi người đều đang tìm kiếm phương pháp ngăn cản quan bạo, loại hình phối sủng ngăn cản hỏa hệ và quan hệ, trong vòng một đêm giá cả lật ra không biết bao nhiêu lần, có điều đều giới hạn tại phân khúc cao cấp, cấp thấp cũng vô dụng, một chút thế lực mạnh mẽ bắt đầu cố ý đến dị thứ nguyên lĩnh vực hỏa hệ săn giết dị thứ nguyên sinh vật cũng có người nghĩ đến toại hoàng lăng nhưng đến nơi lại phát hiện toại hoàng lăng biến mất thời điểm người khác đang liều mạng tìm kiếm phối sủng hỏa hệ trên thân chu văn đang phát sinh biến hóa kỳ dị lúc này chu văn đang đứng trước phỏng nhỏ điềm điềm không tiến vào nhà gỗ hỗn độn đệ nhất trật tự đang vận chuyển trong cơ thể hắn mà tay hắn thì án lấy mấy chữ nhỏ phía trên tấm gỗ phòng nhỏ điềm điềm theo hỗn độn đệ nhất trật tự vận chuyển mấy chữ viết trên tấm bản gỗ đang từ từ tan biến giống như bị lực lượng nào đó hút đi thời điểm chu văn đang nghiên cứu hỗn độn đệ nhất trật tự phát hiện lực lượng thời gian của thời gian tiểu ốc không phải đến từ bản thân phỏng nhỏ mà bắt nguồn từ những văn tự này chữ viết là cái gì chu văn vừa rồi một mực cân nhắc vấn đề này hắn quan sát thời gian tiểu ốc lâu như vậy đồ vật trong phòng đều không đủ khiến hỗn độn đệ nhất trật tự sinh ra phản ứng dị thường chỉ có chữ viết bên ngoài phòng nhỏ có chút đặc biệt phòng nhỏ điềm điềm quá khứ hiện tại tương lai hỗn loạn những chữ này vì sao lại có lực lượng đặc thù loại lực lượng này căn bản là cái gì tại sao loại lực lượng này có quan hệ với hỗn độn đệ nhất trật tự hỗn độn sơ khai vạn vật tề sinh cái gì mới là đệ nhất trật tự thời điểm đang tự hỏi vấn đề này chu văn mở tài liệu trong máy ra tra xét tư liệu bình thường đều nói chữ viết là một loại ký hiệu định nghĩa thế này tự nhiên đúng nhưng hướng sâu bên trong suy nghĩ chữ viết kỳ thật là một loại tọa độ đơn độc một chữ viết đại biểu chính là một tọa độ hai chữ viết giống như kinh độ và vĩ độ trên địa cầu có thể định vị một tọa độ chính xác hơn mà ba chữ viết có thể đại biểu thế giới ba chiều dài rộng cao càng định vị tinh chuẩn hơn càng nhiều chữ viết tọa độ có thể chính xác hơn đại biểu thời không vĩ độ cũng có thể cao cấp hơn chữ viết là một thứ hết sức thần kỳ nguyên bản đồ vật trên thế giới này không ai biết chúng là gì tất cả đều là mảnh hỗn độn không biết sau khi có chữ viết mới có thể khiến tất cả mọi người tán đồng đây là cái gì tác dụng của chữ viết là đem tất cả mọi sự vật đồ vật có thể thấy và không thể nhìn thấy cho toàn bộ nhân loại một định nghĩa thống nhất chỉ cần nói ra tọa độ này người học qua chữ viết đều biết đó là cái gì thứ này cũng ngang cho thế giới hỗn độn một cái trật tự, bản thân thế giới không cần trật tự, bởi bản thân nó tồn tại chính là trật tự, nhân loại mới cần trật tự, nhân loại cần phải đi phát hiện trật tự, mà chữ viết chính là vật dẫn tốt nhất của trật tự. Sau khi Chu Văn lĩnh ngộ ra cái này, thời điểm đụng vào những chữ viết trên tấm bản gỗ kia, hỗn độn đệ nhất trật tự trên người tự động vận chuyển. Chữ viết trên tấm bản gỗ lại hóa thành một cổ lực lượng kỳ dị, chảy vào trong cơ thể hắn, dung nhập vào bên trong hỗn độn đệ nhất trật tự khiến hỗn độn đệ nhất trật tự sinh ra thuế biến kinh người quá khứ hiện tại tương lai sáu chữ viết bị chu văn hấp thu chu văn mơ hồ cảm giác hỗn độn đệ nhất trật tự đã đến rìa thiên tai hóa nhưng vẫn còn kém một bước cuối cùng thế là chu văn đi tới trước cửa thử nghiệm có thể hấp thu mấy chữ phòng nhỏ điềm điềm hay không kết quả mấy chữ này cũng có lực lượng thần kỳ chẳng qua khiến chu văn cảm giác có chút kỳ quái lực lượng sáu chữ quá khứ hiện tại tương lai lộ ra dấu vết thời gian và không gian nhưng mấy chữ phòng nhỏ điềm điềm này lại truyền đến lực lượng không quan hệ gì đến thời gian và không gian thời điểm chu văn vẫn còn nghi ngờ hỗn độn đảng tự động hiện ra bao vây thân thể nhân vật tí hon lại nhân vật tí hon và chu văn là một thể tất cả cảm thụ của nhân vật tí hon đều phát sinh trên người chu văn có thể cảm giác rõ ràng thân thể nhân vật tí hon đang phát sinh biến hóa cổ quái hỗn độn đảng trước kia đối với chu văn mà nói là một loại bảo hộ cung cấp giường ấm cho hắn nằm nhưng theo thân thể nhân vật tí hon biến hóa chu văn cảm thấy hỗn độn đảng ngược lại trở thành chướng ngại của hắn hoặc nói là xiềng xích trói buộc thân thể hắn khiến hắn khó chịu dị thường tựa như một người bị giam trong tủ quần áo một đêm cả người co lại thành cục đầu gối phải độn lên ngực mới có thể chen vào trải qua một đêm tra tấn hiện tại người này muốn nhất chính là ra ngoài hiện tại chu văn cảm giác cũng gần như vậy hiện tại hắn có loại xúc động muốn đánh vỡ hỗn độn đảng lao ra ngoài hô hấp không khí cả người khó chịu muốn mạng bàn cổ khai thiên tích địa mới giúp cho vạn vật có thể sinh cơ chẳng lẽ nói hỗn độn đảng này cần phá rồi lại lập sau khi đánh vỡ mới có thể hình thành thiên tai lĩnh vực chu văn càng nghĩ càng thấy đúng thế là chu văn nổi lên khí lực muốn đánh vỡ hỗn độn đảng trói buộc nhưng cho tới bây giờ chu văn mới rõ ràng nhận thức được lực phòng ngự của hỗn độn đảng đáng sợ cỡ nào chính lực lượng và nguyên khí trong cơ thể hắn đã có thể so sánh với nhân gian cấp sinh vật nhưng lực lượng như vậy đánh phía trên hỗn độn đảng căn bản khó tạo thành bất cứ dấu vết gì phía trên chớ đừng nói chi đánh vỡ nó chu văn lần lượt bùng nổ nguyên khí lần lượt oanh kích hỗn độn đảng kết quả căn bản đều không thể đánh vỡ ngươi làm gì muốn cứng tỏ như vậy đây không phải muốn ta ngột ngạt sao chu văn cũng không nghĩ một chút nếu lực phòng ngự hỗn độn đảng không đủ mạnh hắn đã sớm chết không biết bao lần nhưng ưu điểm của hỗn độn đảng lúc này trở thành chướng ngại lớn nhất của hắn trước kia chu văn rất thích lực phòng ngự của hỗn độn đảng ngược lại hiện tại lại thống khổ mười lần không được một trăm lần một trăm lần không được một ngàn lần một ngàn lần không được một vạn lần mặc dù chu văn không buông bỏ hỗn độn đảng lại không có bất kỳ dấu hiệu bị đánh đổ nào đừng nói đánh vỡ hỗn độn đảng để hỗn độn đảng bị xây sát nhỏ thôi cũng không làm được. Chu Văn rất rõ ràng, kiên trì rất quan trọng, nhưng có lúc, kiên trì cần điều kiện tiên quyết là đầu óc mới có tác dụng. Làm thế nào mới có thể đánh vỡ hỗn độn đảng? Ta không phải bàn cổ thật, coi như ta là bàn cổ, cũng không có một thanh khai thiên tích địa chủy kia. Chờ chút bàn cổ chú y từ đâu tới? Bên trong hỗn độn, vạn vật chưa sinh, căn bản không có khái niệm chú y này, cái gọi là bàn cổ chú y, chưa hẳn là chùa y có lẽ truyền thuyết thần thoại đem lực lượng nào đó tiến hành cải danh như vậy loại lực lượng khai thiên tích địa kia rốt cuộc là cái gì đây chu văn an tỉnh suy tư hắn không nguyện ý làm chuyện không có mục đích nếu chữ viết là vật dẫn cho trật tự như vậy thời điểm chữ viết chưa định nghĩa lực lượng khai thiên tích địa chẳng khác nào là khai thiên tích địa chu văn càng nghĩ càng thấy đúng chu văn nghĩ không sai sai tại bởi hắn là một người phương đông văn hóa hắn quen thuộc hơi khác so với hỗn độn thần phương Tây. Cũng không thể nói là sai, chẳng qua lý giải không giống, tự nhiên phương hướng phát triển cũng không đúng. Nguyên bản hỗn độn đẳng hẳn dùng một phương pháp khác tấn thăng thiên tai, nhưng Chu Văn lại đi một con đường hoàn toàn khác, nguyên khí quyết Tây khu được trao cho người có tinh thần và văn hóa đông khu, chỉ sợ người sáng tạo ra hỗn độn đệ nhất trật tự cũng chưa từng nghĩ tới hỗn độn đệ nhất trật tự có thể hiểu như vậy phía trên hỗn độn đảng dần dần hiện ra từng văn tự lóe sáng quét ngang dựng công lên sơn thủy phong hỏa nhật nguyệt tinh thần mỗi một văn tự lóe sáng xuất hiện phía trên hỗn độn đảng sẽ có một bộ phận tan rã mà những chữ kia cũng theo hỗn độn đảng cùng nhau tan biến đến lúc cuối cùng sau khi mảnh hỗn độn đảng cuối cùng tan vỡ thân thể nhân vật tí hon cũng phóng ra một giây sau hào quang trên thân nhân vật tí hon cũng phóng to vô số văn tự từ thân thể hắn phun ra ngoài giống dòng số liệu vây quanh thân thể hắn xoay tròn vừa giống như xếp gỗ ghép thành bộ dáng hỗn độn đảng bao bọc thân thể chu văn xong rồi chu văn nhìn hỗn độn đảng ngoài thân mặc dù thoạt nhìn hỗn độn đảng vẫn là hỗn độn đảng kia thế nhưng trên thực tế đã hoàn toàn khác nhau trước kia hỗn độn đảng chỉ đơn thuần là hỗn độn đảng mà hỗn độn đảng bây giờ chính là thiên tai lĩnh vực của chu văn nhưng khiến chu văn hơi buồn bực chính là thiên tai lĩnh vực này không khỏi quá nhỏ vẫn giống trước kia chỉ chứa đựng một mình hắn. Lấy điện thoại di động ra, nhìn thoáng qua tư liệu, phát hiện hỗn độn đệ nhất trật tự quả nhiên tấn thăng thiên tai cấp. Thiên tai lĩnh vực, hỗn độn đệ nhất trật tự. Những chữ này Chu Văn đều nhận ra, nhưng Chu Văn không rõ, thiên tai lĩnh vực này rốt cuộc có năng lực gì. Vậy thử một chút xem sao. Chu Văn mở ra bắt đầu phó bản, tiến nhập cung điện thiên su tinh. Thời điểm khủng cụ cấp nhìn xem cũng không có gì khác, vẫn là hỗn độn đảng bọc lại thân thể hắn căn bản không nhìn ra hỗn độn đảng do chữ viết tạo thành không nói những cái khác lực phòng ngự hẳn mạnh không ít chu văn triệu hoán kim giao tiễn và ma giáp hổ phách tướng để chúng nó đụng vỡ đại môn thiên su tinh ra sau khi kim giao tiễn phóng tới tử tinh khôi giáp sinh vật kia tử quan bảo kinh cũng lập tức xuất hiện hỗn độn đảng nhận lấy quan bảo trùng kích lập tức rất nhiều nguyên khí kết tinh thể rắn xuất hiện giống như trước tốc độ cao chất đầy bên trong hỗn độn đảng. Cái này so với trước kia có gì khác nhau? Trong lòng Chu Văn phiền muộn, hiện tại chỉ hy vọng hỗn độn đảng cứng cỏi hơn so với trước kia, không bị nhanh no bạo giống trước. Rất nhanh, Chu Văn có thể khẳng định, sau khi hỗn độn đảng tấn thăng thiên tai, xác thực cứng cỏi hơn nhiều, nguyên khí kết tinh thể rắn bên trong sắp bị áp súc, hỗn độn đảng vẫn không bạo nổ. Hỗn độn đảng không bạo, bản thân Chu Văn lại cảm giác không chịu nổi, thân thể của hắn bị chen bên trong nguyên khí kết tinh thể rắn, sắp bị đè bẹp. Trước đó Chu Văn không nghĩ đến vấn đề này, hiện tại đột nhiên phát hiện, hỗn độn đảng cứng cỏi cũng vô dụng, thân thể hắn không gánh nổi loại đè ép này, nguyên khí kết tinh cố định lại tiếp tục gia tăng, hắn chẳng mấy chốc bị chèn chết. Ta chỉ sợ là người duy nhất trên thế giới này bị nguyên khí kết tinh chèn chết. Người ta đều khóc hô hào, muốn phải lấy được một chút nguyên khí kết tinh cao cấp mới được, nhưng ta bởi quá nhiều nguyên khí kết tinh chèn chết đây cũng quá giật nếu có thể giống thế giới hiện thực đem nguyên khí kết tinh hối đoái mua sắm thì tốt biết mấy một viên nguyên khí kết tinh này có thể tương đương với hàng ngàn nguyên khí kết tinh bình thường đáng tiếc nguyên khí kết tinh không phải tiền cũng không phải phiếu hối đoái không thể chồng chất thời điểm chu văn đang nghĩ ngợi đột nhiên thấy bên trong hỗn độn đảng quang minh đại phóng có một chữ phát sáng bên trong hỗn độn đảng đó là chữ một sau khi sáng lên, Chu Văn phát hiện bên trong tất cả kết tinh lại xuất hiện chữ 1. Có cửa. Đã có lần 1 sẽ có lần 2, có 2 sẽ có 3, chẳng lẽ nói. Chu Văn tâm niệm vừa động, lập tức chỉ thấy bên trong hỗn độn đảng lại có mấy chữ viết sáng lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, trăm, ngàn, vạn. Từng cái đại biểu cho chữ viết con số phát sáng lên thời điểm mỗi một con số sáng lên nguyên khí kết tinh bên trong hỗn độn đảng sẽ phát sinh một chút biến hóa thời điểm con số nguyên khí kết tinh bên trong biến thành hai nguyên khí kết tinh bên trong hỗn độn đảng đột nhiên biến mất một nửa lập tức tạo ra nhiều không gian trống thời điểm biến thành ba lại ít đi rất nhiều nguyên khí kết tinh con số càng lớn số lượng nguyên khí kết tinh càng ít ta đi thật sự có thể chồng chất con số chu văn lập tức liền kích động Cầm lấy một khối kết tinh đã biến thành chữ viết, lập tức cảm giác được nguyên khí bên trong khối kết tinh kia, đơn giản như lò phản ứng hạt nhân khủng bố, rất rõ ràng một khối kết tinh ẩn chứa nguyên khí thật sự có thể so với ngành khối kết tinh. Dưới tình huống như vậy, ta đây chẳng phải không cần lo lắng hỗn độn đảng sẽ bị phòng phát nổ, ngược lại có khả năng một mực chồng chất, cho dù có 100 triệu khối nguyên khí kết tinh thể rắn, cũng có thể chồng chất thành một khối. Chu Văn chỉ cảm thấy tất cả đều đáng giá nhưng rất nhanh chu văn phát hiện ý nghĩa của hắn vẫn quá đẹp con số bên trong hỗn độn đảng chỉ tới một vạn thôi vẫn chưa xuất hiện hàng ức những nguyên khí kết tinh kia cuối cùng chỉ chồng chất đến một vạn chu văn thử nghiệm kích hoạt chữ viết khác kết quả vẫn vô dụng ngoại trừ những chữ viết đại biểu con số này những chữ viết khác đều không thể bị kích hoạt có điều coi như vậy đã trợ giúp rất lớn đối với chu văn một vạn khối kết tinh chồng chất thành một khối chẳng qua phương diện tiết kiệm không gian thôi đã giúp chu văn rất nhiều không đến mức khiến hắn bị nguyên khí kết tinh chèn chết. Kết từ đó, Chu Văn phát hiện hắn có thể nhờ lực lượng hỗn độn đảng, dễ dàng gánh vác quan bạo. Chu Văn bên trong hỗn độn đảng, dò xét tình huống bên ngoài, có khả năng thấy, vẫn là một mảnh tử quan lóa mắt, không nhìn thấy gì khác, chỉ có thể cảm ứng được kim giao tiễn đang đại chiến với tử tinh khôi giáp sinh vật. Tình cờ có thể nhìn thấy vài đạo kim quang lóe lên trên tử quan, đó hẳn là kim giao tiễn. Mà ma giáp hổ phách tướng một bên, khí tức trên người càng ngày càng cường đại, đã mơ hồ đạt đến trình độ thiên tai cấp, hơn nữa còn đang không ngừng mạnh lên. Lần này hẳn có thể biết được cực hạn của ma giáp hổ phách tướng. Chu Văn thầm nghĩ. Qua một hồi lâu, Chu Văn phát hiện vị trí hổ phách tướng, lại có thể thấy một đoàn tử quan, loại tử quan này không giống quan bạo. Theo hào quang kia càng ngày càng mạnh, Chu Văn có thể nhìn ra đó là đường nét của ma giáp hổ phách tướng. Lực lượng như vậy đã mạnh hơn quan bạo đi, cho nên mới có thể nhìn thấy hào quang kia ma giáp hổ phách tướng thật mạnh chỉ là khủng cụ cấp đã có thể tiếp nhận lực lượng thiên tai cấp mà không phải là thiên tai cấp bình thường chu văn tâm niệm vừa động ra lệnh ma giáp hổ phách tướng hỗ trợ công kích tử tinh khôi giáp sinh vật hổ phách tướng không chút do dự liền xông tới nhưng bởi năng lượng ba động trong chiến đấu quá cường liệt coi như có đế thính cũng không thể nghe được tình huống cụ thể bành sau một tiếng vang thật lớn Chu Văn cảm ứng được, thân thể ma giáp hổ phách tướng ngã bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, bay rất xa đụng phải vật gì đó mới dừng lại được. Nhưng một giây sau, ma giáp hổ phách tướng lần nữa đứng lên, tiếp tục vọt vào trong. Một lần lại một lần, hổ phách tướng mỗi lần té ra, rất nhanh lại xông vào, mà Chu Văn rõ ràng có thể cảm nhận được, khí thế trên người ma giáp hổ phách tướng càng ngày càng mạnh. Ma giáp hổ phách tướng cũng xem như hàng hiếm, chẳng qua là khủng cụ cấp, không có thiên tai lĩnh vực, lại có thể dựa vào đủ loại tổ hợp kỹ năng mạnh mẽ chống lại thiên tai cấp sinh vật chu văn cảm giác hắn cần phải coi trọng vấn đề kỹ năng hơn nếu có cơ hội nhất định phải học thêm nhiều kỹ năng có ích khác trăng rắc theo một tiếng kéo cắt vang lên chu văn thấy quan bạo trong cung điện đột nhiên biến mất thế giới trước mắt bỗng nhiên trở nên rõ ràng chỉ thấy kim giao tiễn trôi nổi bên trong đại điện mà giáp hổ phách tướng một thân khôi giáp bốc lửa cũng đứng trong đại điện mà tử tinh khôi giáp sinh vật kia đã ngã xuống, đầu và thân thể đều bị cắt ra. Thân thể của hắn tốc độ cao biến thành tử quan sói mòn, chỉ nghe lách cách loạn hưởng, mấy khối kết tinh rơi trên mặt đất, đều là mặt hàng cao cấp có trị số vượt qua 200. Trong đó có một khối là kỹ năng kết tinh, tuy nhiên lại không tuôn ra trứng phối sủng. Giết chết địa ngục cấp sinh vật tham lang tinh quân, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Chu Văn cầm kỹ năng kết tinh lên xem xét, yêu cầu thuộc tính không cao, Bốn loại thuộc tính thể phách, lực lượng, nguyên khí và tốc độ trên 99 điểm, Chu Văn vừa vặn đủ, đồng thời cần một loại nguyên khí quyết quan hệ, cái này Chu Văn phải nghĩ biện pháp, bởi khó khăn nhất chính là yêu cầu thuộc tính quan hệ trên 99 điểm. Quan thuộc tính là thuộc tính đặc biệt, tỷ lệ tuôn ra không cao, Chu Văn cũng không đau loát phó bản quan hệ, cho nên không lấy được quan hệ chất tinh nhiều, tự nhiên thuộc tính xa xa chưa đủ yêu cầu. Thời điểm Chu Văn buồn bực đột nhiên phát hiện bên trong thứ nguyên kết tinh do tham lang tinh quân tuôn ra, lại có một khối thuộc tính quan. Ngay sau đó Chu Văn không chút do dự, trực tiếp trước tiên đem khối kết tinh quan hệ gần 300 điểm kia hấp thu. Kết quả Chu Văn thu được 99 điểm quan thuộc tính, bởi chưa tấn thăng thiên tai cấp, đây đã là cực hạn khủng cụ cấp đủ khả năng đạt tới, hấp thu kết tinh cao đến đâu, cũng không thể tiếp tục tăng lên. Cái này không khoa học, cực hạn thuộc tính của thần thoại là 81, cực hạn thuộc tính của khủng cụ cấp chỉ là 99, trên lệnh quá nhỏ đi. Chu Văn đang nghe truyện trên TV Audio CV cảm thấy hơi kỳ quái, trị số đẳng cấp khác nhau trên lệnh rất lớn, bình thường gấp bội, duy chỉ có thần thoại và khủng cụ trên lệnh nhỏ như vậy, không biết nguyên nhân gì. Nghĩ thì nghĩ, nhưng hiện thực như vậy, không hợp lý thế nào cũng không cách nào cải biến, chỉ có thể thích ứng. Cũng may 99 điểm quan thuộc tính, đã có thể thỏa mãn yêu cầu hấp thu kỹ năng kết tinh, hiện tại còn thiếu chỉ là năng lực khủng cụ hóa quan hệ bên trong nguyên khí quyết của ta có thể liên quan đến quan hệ chỉ có cổ hoàng kinh thôi sinh mệnh hào quang kia hẳn xem như ánh sáng chu văn không xác định đem nguyên khí quyết hoán đổi thành cổ hoàng kinh sau đó cầm khối kỹ năng kết tinh thử nghiệm hấp thu lập tức có một cổ lực lượng vừa nóng vừa rác từ khối kỹ năng kết tinh kia chảy ra vọt vào bên trong thân thể chu văn khiến toàn bộ thân thể chu văn như bị nướng cũng may đây là trong game nếu bên ngoài chỉ sợ quần áo của chu văn đã bị đốt thành tro bụi năng lượng kinh khủng bên trong cơ thể chu văn mạnh mẽ mở ra một nguyên khí tuần hoàn mới loại nhiệt độ cao và phóng xạ đáng sợ kia khiến mấy lần chu văn đều cho rằng thân thể nhân vật tí hon sách không chịu được cũng may cuối cùng vẫn vượt qua được hấp thu hoàn toàn kỹ năng kết tinh của tham lang tinh quân hấp thu tham lang tinh quân kết tinh thu được địa ngục cấp nguyên khí kỹ lan vẫn lan vẫn Chu Văn cảm thụ tin tức kỹ năng truyền đến, vẻ mặt cũng trở nên cổ quái, mở ra thanh kỹ năng, không sai, là Lan Vẫn. Lan Vẫn, địa ngục cấp tham lan tinh dục vọng ngôi sao, tham lan hôn tinh thiên địa khiếp quỷ thần. Đây là cái quỷ gì? Chu Văn dở khóc dở cười, hắn vốn cho rằng, tham lan tinh quân mạnh mẽ như vậy, tùy tiện phóng ra quan bạo, phóng xạ các loại kỹ năng khủng bố, sau khi hấp thu năng lực phá hoại của Chu Văn sẽ tăng lên diện rộng, Ai biết lại thu được kỹ năng lan vẫn vớ vẫn này? Kỹ năng được giới thiệu rất mạnh, nhưng thời điểm Chu Văn chiến đấu với người khác cũng không thể lao tới ôm người ta hôn một cái đi. Ngẫm lại hình ảnh kia, Chu Văn đang cùng An Thiên Tá quyết đấu, mắt thấy muốn chơi không lại, chỉ có thể sử dụng địa ngục cấp kỹ năng lan vẫn này, ngược gió lật bàn. Sau đó Chu Văn nhìn chuẩn cơ hội, đi lên ôm lấy đầu An Thiên Tá, dùng lan vẫn, đơn giản vô cùng khó coi. Chu Văn tuyệt đối không lầm phương pháp sử dụng kỹ năng này, bởi kỹ năng kết tinh truyền tới tin tức Lan vẫn dùng như vậy. Kỹ năng này, để cho ta dùng thế nào đây? Hiện tại Chu Văn buồn bực sắp thổ huyết. Kỹ năng này dùng trên thân nam nhân không thích hợp, dùng trên thân quái vật, coi như Chu Văn há miệng, miệng rất nhiều quái vật đều vô cùng cường đại, đừng nói hôn, Chu Văn chỉ cần đưa đầu tới, chẳng khác đưa thức ăn đến miệng cọp. Mặc dù không biết quy lực kỹ năng này thế nào, thế nhưng Chu Văn có thể xác định, hắn sẽ không tùy tiện sử dụng kỹ năng này. Tựa như dập đầu có thể kích phát vương chi thắng tức, Chu Văn cũng biết dùng tốt, nhưng thật dùng thật ngượng nghịu, phần lớn thời điểm Chu Văn đều không dùng chiêu kia. Một chiêu lan vẫn này cũng gần như vậy, có điều Chu Văn ngẫm lại, một số thời khắc cũng có thể miễn cưỡng dùng một chút. Đem mấy viên thuộc tính kết tinh vứt cho phối sủng cần, ba tiêu tiên đã đầy thuộc tính, không thăng cấp ăn nữa cũng vô dụng, chiếu hồn kính sắp đầy, tăng thuộc tính đối với chu văn mà nói kỳ thực không khó khó khăn nhất chính là làm thế nào tăng đẳng cấp nếu ba tiêu tiên có thể tấn thăng thiên tai cấp nói không một phát thái âm phong cả mặt trời đều bị quạt tắt chỗ nào cần phiền toái như vậy chu văn chỉ tưởng tượng như vậy muốn quạt tắt mặt trời đừng nói thiên tai cấp mặt thế cấp làm được hay không vẫn là ẩn số thu thập xong đồ vật chu văn lại thăm dò bên trong cung điện phát hiện cung điện chỉ có một đại điện như vậy đằng sau không có lối ra khác, không hợp với cung điện khác. Phía sau cùng của cung điện, có một tế đàn kỳ dị, phía trên dùng một loại trận văn, nghi thức nào đó. Chu văn thao túng nhân vật tí hon đứng lên phía trên, trò chơi lập tức nhảy ra một nhóm nhắc nhở, có truyền tống đến thiên tuyền tinh cung hay không. Chu văn lập tức hiểu được, bắt đổ thất tinh này quả nhiên là một phó bản liên hoàng, đoán chừng phía trên bắt đổ thất tinh đều có một phó bản, nhất định phải đánh xuyên qua toàn bộ bảy phó bản này mới thông quan được. Tham lang tinh quân phó bản đầu tiên đã là địa ngục cấp, phó bản theo lẽ bình thường càng về sau càng mạnh, sáu phó bản đằng sau, dị thứ nguyên sinh vật không biết mạnh đến trình độ nào. Chu Văn suy nghĩ một chút, lựa chọn không? Hắn muốn thử một chút xem, nếu chọn không sẽ phát sinh tình huống gì? Chu Văn lập tức lựa chọn thử xem có thể truyền tống đi nơi nào. Hào quang truyền tống trận lóe lên, cảnh tượng trước mặt Chu Văn thay đổi, khắp nơi đều là hào quang lóa mắt, Chu Văn đánh giá bốn phía mới phát hiện, nơi này lại là bên ngoài thiên su tinh có biện pháp trở về chu văn vui mừng quá đổi nếu bảy phó bản bắt đầu thất tinh tách ra đánh xong thiên su tinh có thể tự do lựa chọn đi tinh cung tiếp theo hoặc lui ra ngoài như vậy cơ hội của chu văn đến rồi hắn chỉ cần lợi dụng ma phương tiến vào thiên su tinh cung trong hiện thực đánh xuyên qua thiên su tinh sau đó truyền tống ra ngoài có thể trở lại địa cầu xem ra đến bây giờ đây phương pháp duy nhất có thể trở lại địa cầu trước khi ma anh thức tỉnh. Đánh xuyên qua thiên su tinh, giết chết tham lang tinh quân, hiện tại đối với Chu Văn mà nói đã không tính là việc khó gì. Phiền toái bây giờ là ma anh và sát ma, hơn nữa còn phải tìm ba người cùng hắn leo lên ma phương, mới có thể khởi động ma phương tiến vào thiên su tinh cung. Ma anh còn đang ngủ say, vẫn chưa có dấu hiệu thức tỉnh, mà không cách nào thu hồi trên thân, thậm chí còn không thể đưa vào không gian hỗn độn ông nàng tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực thiên su tinh tự nhiên không được không nói bị ma phương đẩy ra ngoài bị nhiều người nhìn thấy ma anh như vậy cũng không phải điều chu văn muốn phiền toái nhất là làm thế nào tìm ba người cùng hắn tiến vào thiên su tinh cung mà ba người kia cơ hồ phải chết không nghi ngờ mặc dù bất hối thành có rất nhiều người tùy tiện tìm ba người chịu chết cũng không khó nhưng chu văn không phải người nhẫn tâm ép buộc người không oán không cừu với hắn đi chịu chết chu văn thật đúng không làm được đợi thêm mấy ngày nữa nhìn tình huống tiếp đi, tốt nhất ma anh tỉnh lại, nếu vẫn không tỉnh, vậy chỉ có thể làm tiếp. Chu Văn một lần nữa mở ra phó bản bắt đầu thất tinh. Lần nữa tiến vào thiên su tinh cung, lúc này trong thiên su tinh cung đã không có tham lang tinh quân tỏa trấn, xem ra hẳn chưa quét mới. Chu Văn đi tới truyền tống trận, lựa chọn tiến vào thiên tuyền tinh cung. Thiên tuyền tinh là bắt đầu đệ nhị tinh, trụ cục làm thiên, tuyền làm địa, thiên tuyền tinh có tên khác là cự môn, Mặc dù thiên tuyền tinh còn lớn hơn mặt trời, nhưng phụ cận thiên tuyền tinh gần như không có hành tinh, chỉ có một vòng tròn bụi đá. Khởi động truyền tống trận, trước mắt Chu Văn Biến ảo, thời điểm lần nữa khôi phục thị giác, phát hiện trước mắt xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, tạo hình cánh cửa kia hơi giống Khải Hoàng môn, thế nhưng càng thêm hùng vĩ tráng lệ, ít nhất cao mấy ngàn mét, toàn thân được điêu khắc bằng kim thủy tinh, đứng trước đại môn vô cùng hùng vĩ này, khiến chu văn cũng khó khống chế cảm giác bản thân nhỏ bé như kiến hôi mà đây chỉ là cửa ra vào thiên tuyền tinh toàn bộ tinh cung lớn thế nào càng khiến người ta khó tưởng tượng thiên tuyền tinh cung không đóng cửa chu văn đứng trên bậc thang ngoài đại môn đã có thể trông thấy một chút cảnh tượng bên trong bên trong tinh cung cũng to lớn thậm chí còn đủ không gian để lái máy bay trực thăng khắp nơi đều là tinh thể trụ và vách tường vàng son lộng lẫy khác nhau ngắn gọn với thiên xu tinh cung là Tinh cung này mang phong cách cực kỳ hoa mỹ, có đủ loại hoa văn điêu khắc lộng lẫy. Mà chỗ cuối cùng tinh cung, có một bảo tọa thủy tinh to lớn, lúc này có cự nhân mặt kim tinh giáp, một tay chống cầm, dường như đang trầm tư cái gì đó. Cự nhân thật cao to, chẳng qua ngồi thôi, hoặc nhìn đã cao tận 200 mét đi. Chu Văn nhìn bộ dáng người kia, đại khái đoán được đây là dị thứ nguyên sinh vật gì. Nếu bất thiên su tinh là tham lang tinh quân, như vậy vị này hẳn là cự môn tinh quân không hề nghi ngờ. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, cự môn tinh quân lại mở mắt, con mắt lớn hơn bánh xe phóng ra kim quan dọa người, nhìn chầm chầm vị trí của nhân vật tí hon, chậm rãi đứng lên. Chu Văn chưa bao giờ thấy một vị thứ nguyên sinh vật có khí thế đáng sợ như cự môn tinh quân, có lẽ những sinh vật khác mạnh hơn cự môn tinh quân, nhưng luận khí phách lại không nhất định có thể áp chế cự môn tinh quân. Nhìn cự môn tinh quân, trong đầu chu văn không tự chủ được hiện ra bốn chữ đỉnh thiên lập địa chu văn đã chuẩn bị tới đánh một trận ác liệt nhìn hình thể cự môn tinh quân này đã biết thể phách hắn cực kỳ cường hãn lực lượng vô cùng cuồng bạo hỗn độn đảng có thể chống lại quan bạo đó là bởi quan bạo là công kích phạm vi lực lượng phân tán rất nhiều mà loại hình dị thứ nguyên sinh vật như cự môn tinh quân này hỗn độn đảng có thể ngăn lại hay không chu văn cũng không dám khẳng định nếu quả thực không ngăn được Vậy chỉ có thể ký thác hy vọng vào năng lực né tránh, đáng tiếc thiên y và bộ trang bị may mắn của ta đều cho vương lộc, bằng không không khó né tránh công kích của cự môn tinh quân. Chu Văn còn đang suy nghĩ đối sách, lại đột nhiên thấy cự môn tinh quân há hốc miệng ra. Tiếp theo nháy mắt, âm thanh gào thét kinh khủng từ trong miệng cự môn tinh quân bắn ra, tạo thành tiếng rít gào, trùng kích đến. Chu Văn hoàn toàn không ngờ sẽ có một chiêu này, hắn vẫn cảm thấy cự môn tinh quân hẳn là lực lượng hình căn bản không ngờ tên kia lại có công kích âm ba cũng may chu văn ứng biến rất nhanh đã triệu hoán hỗn độn đảng bảo hộ bên ngoài tiếng triết cào đụng vào hỗn độn đảng bên trong hỗn độn đảng lập tức sinh ra hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn số lượng không thua kém gì trước đó tham lang tinh quân công kích sinh ra xem ra cự môn tinh quân hẳn là địa ngục cấp như vậy thì tốt trong lòng chu văn ngược lại buông lỏng phó bản bắt đầu thất tinh nếu một cái tinh cung sau một cái tinh cung mạnh hơn, đến tinh cung cuối cùng, bóc bên trong sẽ mạnh bao nhiêu, thật khó làm người ta tưởng tượng, muốn thông qua căn bản không có khả năng. Cự môn tinh quân không mạnh hơn tham lan tinh quân quá nhiều, cái này khiến Chu Văn thấy được hy vọng, có lẽ bảy vị tinh quân của bắt đầu thất tinh đều là địa ngục cấp cũng khó nói, vậy hắn còn có khả năng thông qua phó bản bắt đầu thất tinh. Mặc dù thực lực không chênh lệnh tham lan tinh quân lắm, nhưng năng lực loại hoàn toàn khác, công kích âm ba của cự môn tinh quân và quan bạo của tham lang tinh quân thuộc hai hệ thống khác nhau. Chu Văn dựa vào hỗn độn đảng, đồng thời triệu hoán kim giao tiễn, mệnh lệnh nó tiến thẳng về phía cự môn tinh quân. Nhưng kim giao tiễn vừa bay ra ngoài không bao xa, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm, còn chưa tới trước mặt cự môn tinh quân, kim giao tiễn đã ngừng lại. Không thể nào. Âm khiếu cự môn tinh quân mạnh thế sao, ngay cả lực công kích của kim giao tiễn cũng khó phá vỡ. Trong lòng Chu Văn khiếp sợ. Nhưng tiếp theo, chuyện khiến hắn càng thấy không thể tin được phát sinh, kim giao tiễn lại bay ngược về, khí thế hung hăng đâm về phía Hỗn Độn Đảng. Hỗn Độn Đảng bên trong công kích âm ba căn bản không có cơ hội gì né tránh, mà lực phá hoại của kim giao tiễn ngay cả Hỗn Độn Đảng cũng không cách nào ngăn được, bị trực tiếp xé ra một vết rách. Âm khiếu vọt vào lỗ hổng, sau đó màn hình điện thoại di động liền đen lại. Tình huống thế nào? kim giao tiễn làm sao đột nhiên phản bội chu văn vội vàng tra xét tư liệu kim giao tiễn phát hiện kim giao tiễn vẫn hoàn hảo vẫn là phối sủng của hắn không xảy ra vấn đề gì nhưng vừa rồi tại sao kim giao tiễn lại đột nhiên mất khống chế công kích chu văn hắn nhất thời vẫn chưa rõ ràng tự môn tinh quân kia vậy mà không phải lực lượng hình mà là năng lực âm hệ cái này thực sự ngoài dự liệu chu văn âm thầm suy tư mà mà ngọc hành tinh đại biểu mới hẳn là âm tại sao cự môn tinh quân thiên tuyền tinh lại là dị thứ nguyên sinh vật âm hệ chứ trong lúc nhất thời chu văn cũng không hiểu rõ vấn đề này có điều có thể xác định chính là chỉ bằng lực lượng sóng âm chấn động vẫn không đủ khiến kim giao tiễn phản bội công kích chủ nhân nó trong đó nhất định có một loại lực lượng khác tác quái chu văn lại thử tiến vào phó bản mấy lần rất nhanh biết rõ đại khái xảy ra chuyện gì âm khiếu cự môn tinh quân đúng là năng lực âm hệ không sai mà loại lực lượng âm hệ này không chỉ là công kích chấn động đơn thuần, mà còn phụ thêm loại hình lực lượng mị hoặc. Loại lực lượng kia đối với Chu Văn Mang theo đế thính vô dụng, nhưng đối với Phối Sủng như kim giao tiễn, tựa hồ không ngăn cản nổi lực lượng này xâm nhập, chỉ cần rời khỏi Chu Văn đủ xa, rất dễ làm phản. Cái này khiến Chu Văn rất phiền muộn, lực lượng của hắn không đủ chiến đấu với cự môn tinh quân, hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào Phối Sủng, mà Phối Sủng rời hắn xa sẽ làm phản, vấn đề này thật nghiêm trọng xem ra vẫn phải cày mấy lần, nghiên cứu cự môn tinh quân một chút, tìm kiếm nhược điểm của nó. Chu Văn lập đi lặp lại cày thiên tuyền tinh cung, mặc dù mỗi một lần đều bị cự môn tinh quân giết chết, nhưng vẫn không biết mệt. Thời điểm Chu Văn nghiên cứu cự môn tinh quân, các thế lực lớn trên địa cầu còn đang sống chết nỗ lực đánh hạ thiên su tinh cung, dị thứ nguyên sinh vật hỏa hệ các nơi đều bị các thế lực lớn đồ sát, phối sủng phòng ngự hỏa hệ cao cấp đã lên giá ngất trời thời điểm các thế lực lớn đều đang thu thấp đồ phòng ngự hỏa hệ màn hình ma phương lại động có người muốn xông quan thiên su tinh hơn nữa còn là nhân loại đó là một nam nhân trẻ tuổi mặc áo giáp hoa lệ hoặc nhìn chỉ hai ba mươi tuổi nhân loại hắn làm thế nào đi vào lại có thể ngăn cản được nhiệt độ cao như vậy không ai nhận biết người trẻ tuổi kia đều thì thầm nói kỳ quái không phải nói cần bốn người cùng một lúc tiến vào sao làm sao chỉ có một mình hắn đi vào thì có ích lợi gì dưới quan bạo như vậy ngay cả những thiên tai cấp khủng long vô cùng cường đại kia đều khó ngăn cản hắn đi vào chỉ có chết xem ra đây hẳn là một tử sĩ thế lực nào đó đi dò đường tử sĩ không thể nghi ngờ thật sự đáng tiếc đẹp trai như vậy cứ thế chết đi tâm điểm các nữ nhân có chút khác biệt với nam nhân thật sự nghiệp chướng cũng không biết nhà nào lại để người trẻ tuổi đi chịu chết Nam nhân trẻ tuổi Tuấn Mỹ kia không nghe được mọi người nghị luận, coi như nghe được, hắn cũng khinh thường để ý. Hắn từng bước một tiếng về đại môn tinh cung, duỗi bàn tay không tì vết, đẩy đại môn thiên su tinh cung ra. Nhìn tham lang tinh quân bên trong, nam nhân trẻ tuổi không chút do dự đi vào, tham lang tinh quân thấy có người tiến vào tinh cung, không nói hai lời, trực tiếp bạo phát ra lực lượng quan bạo kinh khủng. Toàn bộ tinh cung và phía ngoài quảng trường, trong nháy mắt bị lực lượng quan bạo bao phủ, không một gốc chết. Hình ảnh ma phương truyền thẳng tới, đều qua ma phương xử lý, coi như người bình thường cũng có thể nhìn thấy thân ảnh nam tử kia trong quan bạo. Tất cả mọi người đều cho rằng hắn chết chắc, nhưng bên trong quan bạo kia, nam nhân trẻ tuổi kia không lộ ra vẻ hoảng sợ và kinh hãi như bọn hắn tưởng tượng. Quan bạo càng không làm thân thể hắn hóa thành tro tàn, thậm chí không thể làm bị thương hắn, áo giáp trên nam nhân nhân kia tản ra hào quang chói mắt, thậm chí còn chói hơn quan bạo, như mặt trời tại thân cái này làm sao có thể dưới phóng xạ khủng bố như vậy lại không bị sao hắn còn là người không bên trong nhân loại chúng ta từ lúc nào lại xuất hiện một cường giả trẻ tuổi như vậy hắn không phải nhân hoàng chứ người bình thường nghị luận ầm ĩ đều đang suy đoán lai lịch nam nhân trẻ tuổi kia mà các thế lực như lục đại gia tộc anh hùng đều mơ hồ đoán được lai lịch nam nhân kia Thái Dương Thánh Thể, người trẻ tuổi kia hẳn đến từ Thái Dương Thần Điện, không ngờ lần này Thánh Địa đã ra tay nhanh như vậy rồi. Trương Xuân Thu tự lẩm bẩm. Không phải thần chi gia tộc cũng có Thái Dương Thánh Thể sao, tại sao hắn không phải đến từ thần chi gia tộc? Trương Ngọc Trí cũng quan sát trực tiếp, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Thần chi gia tộc xác thực có Thái Dương Thánh Thể do Thái Dương Thần Điện truyền thừa, nhưng thần chi gia tộc không có khôi giáp kia, nếu ta đoán không lầm, khôi giáp kia do thủ hộ giả biến thành hơn nữa còn có thái dương chi lực cực kỳ thuần khiết mà địa phương có thể tạo ra loại thủ hộ giả này sợ chỉ có những tên kia của thái dương thần điện thần chi gia tộc tất nhiên không có trương xuân thu nói thánh đồ đến từ thái dương thần điện áo giáp trên người tản ra thái dương thần mang dưới lực lượng quan bạo đều bị khôi giáp của hắn hấp thu tại vạn chúng chú mục thánh đồ kia đi tới truyền tống trận sau đó truyền tống rời khỏi thiên xu tinh cung rất nhanh hình ma phương chuyển đến bảng xếp hạng chỉ thấy trên bảng xếp hạng xuất hiện thêm một tên hơn nữa còn xếp trên hỏa giáp thần chiếm vị trí đệ nhất thánh đồ cửu dương quả nhiên là gia hỏa đến từ thái dương thần điện hạ lưu xuyên nhíu mày nói thấy cái tên này mọi người mới biết được người đàn ông trẻ tuổi này hóa ra là thánh đồ thánh địa thánh địa quả nhiên vẫn lợi hại tùy tiện một thánh đồ thôi đã có thể tiến vào bảng xếp hạng nhân loại quả nhiên vẫn cần thủ hộ giả. Vậy phải xem ai cần, nhân hoàng đại nhân của chúng ta không phải không cần thủ hộ giả sao? Nhân hoàng chỉ sợ không được đi, bằng không làm sao chưa xuất hiện. Các ngươi không hiếu kỳ, tại sao cửu dương kia có thể tự mình tiến vào dị thứ nguyên lĩnh vực? Không trả lời vấn đề này của hắn, có vài người nghĩ đến một khả năng, nhưng khả năng này quá tàn khốc, trong nội tâm nghĩ vậy, cũng không dễ nói ra. Một nhân loại không chỉ thông qua được thiên su tinh cung, còn lực áp hỏa giáp thần lấy được bài danh đệ nhất trong lúc nhất thời khiến toàn bộ liên bang phải thảo luận không ngớt chỉ có thánh đồ từ thái dương thần điện đi ra mới có thể dễ dàng thông qua thiên su tinh cung như vậy đi cửu dương thực sự quá đẹp rồi chỉ sợ tên này lại là cường giả như nhân hoàng phần lớn người không keo kịp ngất lời khen ngợi cửu dương ngay cả cổ giáo sư cũng trong tiết mục truyền hình nói thiên su tinh cung đơn giản chính là sân nhà đặt trước cho thánh đồ cửu dương trong nhân loại hẳn không có ai đạt đến trình độ như cửu dương kia. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cửu dương rất có thể thu hoạch đệ nhất lần này. Cửu dương, làm tốt lắm. Tiêu nhìn cửu dương từ ma phương đi ra, mỉm cười chào hỏi. Không có gì tốt hay không tốt, mặt thái dương thánh giáp này, coi như một con lợn cũng có thể làm được chuyện kia. Cửu dương hơi lãnh đạm nói. Lời này không thể nói vậy, thái dương thần điện có nhiều thánh đồ như vậy, chỉ có ngươi được nó tuyển chọn đó chính là thực lực của ngươi tiêu nói vẻ mặt cửu dương không có bất kỳ biến hóa nào nói cái này không có gì cao hứng đối thủ của ta vốn không phải bọn hắn ta chỉ muốn đánh bại nhân hoàng ngươi nói lần này nhân hoàng sẽ xuất hiện sao hẳn sẽ đi nếu ngươi ta được xưng là nhân hoàng tự nhiên sẽ không ngồi yên nhìn phối sủng thiên su tinh bị chúng ta cầm đi tiêu nói vậy thì tốt cửu dương nói xong xoay người rời đi không tiếp tục để ý tiêu nhìn cửu dương đi xa tiêu thang nhẹ một tiếng tự lẩm bẩm hy vọng cái tên kia đừng đi mới tốt cửu dương tăng thêm thủ hộ giả trên người hắn tại loại địa phương như thiên su tinh kia đơn giản vô địch chu văn đang cày phó bản đột nhiên hắt xì hơi một cái lau mũi tự nhủ nói hẳn nha nhi nhớ ta đi lâu như vậy không trở về thăm nàng cũng không biết hiện tại nha nhi thế nào Chu Văn còn chưa tìm được phương pháp thủ tiêu cự môn tinh quân, còn muốn tiếp tục cày nữa, lại nghe được từ nội thành truyền đến tiếng kêu thảm thiết và tiếng gọi ầm ĩ. Đó là cái gì? Chu Văn đem lực chú ý dời đi, lập tức phát hiện bên trong bất hối thành đang có một đầu xích hỏa cự xà đang vọt trên nóc nhà, nó há miệng, nuốt một nhân loại xuống. Đây chính là những ác ma chi xà bọn họ nói tới. Chu Văn lập tức nghĩ đến những tin tức sát ma thu thập được trước đó. Bởi cự xà kia là khủng cụ cấp, sau khi khủng cụ hóa, nhân loại bất hối thành căn bản không nhìn thấy nó, chỉ có đường bị nó nuốt. Rất nhiều người đều quỳ trên mặt đất, lớn tiếng cầu nguyện ma vương, mà không phải cầu nguyện thượng đế. Chu văn thấy cự xà kia còn muốn ăn người nữa, ngay lập tức thân hình thúng di tới, trong tay cầm kim giao tiễn vừa triệu hoáng ra, trực tiếp nhất kích cắt cự xà kia thành hai đoạn. Bịch! Bịch! Sau khi cự xà kia chết, thân thể rời khỏi trạng thái khủng cụ hóa rơi trên mặt đất, hàng loạt máu trắng nhuộm đỏ đường đi, nhà ở, như huyết vũ. Ma vương đại nhân. Vạn tuế. Mọi người thấy sát Trắng, lại thấy Chu Văn Lơ lửng giữa không trung, lập tức dồn dập hướng về Chu Văn quỳ lạy, như tín đồ cảm tạ Chu Văn cứu vớt tính mạng bọn hắn. Bọn hắn tự hồ nhận định, Chu Văn chính là ma vương từ thất nhạc viên. Chu Văn không muốn nói rõ lý do, tầm mắt tìm tòi một thoáng trong sát Trắng lại phát hiện thấy một viên thứ nguyên kết tinh. Trong cơ thể sinh vật này cũng có thứ nguyên kết tinh sao? Như vậy có thể tuôn ra trứng phối sủng hay không? Chu Văn đột nhiên có một loại xúc động, nếu giết chết những đại lão dị thứ nguyên kia, không biết sẽ tuôn ra trứng phối sủng không. Chu Văn chỉ nghĩ như vậy, ít nhất hiện tại hắn không có tâm tình thí nghiệm những cái kia. Quay người về tới mộ viên, những nhân loại kia mới dám đứng lên, từng người hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt tựa hồ phức tạp. Chu Văn trở lại mộ viên không lâu, ngay cả điện thoại còn chưa móc ra, đã thấy sát ma từ không trung bay trở về. Xảy ra chuyện gì? Chu Văn đánh giá sát ma, phát hiện trên người hắn lại có rất nhiều chỗ thụ thương, không khỏi nhíu mày hỏi. Ta không sao, những đầu cự xà kia cũng không làm gì được ta. Sát ma bắt đầu kể lại kinh nghiệm của hắn. Bên trong dãy núi sau lưng bất hối thành, xác thực có một loại rắn đỏ, hơn nữa số lượng không ít. Sát ma muốn đi xa xa nhìn một chút, kết quả thử mấy lần vẫn bị đám cự xà kia phát hiện. Trắng đỏ bình thường tự nhiên không phải là đối thủ của Sát ma, coi như khủng cụ cấp cũng bị Sát ma giết, nhưng sau khi đầu thiên tai cấp trắng đỏ xuất hiện, Sát ma không thể không chạy trốn. Đám trắng đỏ này không tầm thường, khẳng định có quan hệ với Satan truyền thuyết, thân thể của chúng mạnh hơn sinh vật đồng gia nhiều. Sát ma nói. Chu Văn đang muốn nói điều gì? lại đột nhiên phát hiện lão nhân mang theo vài người đi tới ngoài cửa mộ viên ma vương đại nhân tiểu lão nhân cầu kiến sau khi lão nhân gõ cửa bên ngoài cung kính nói các ngươi tới làm gì chu văn đi tới cửa mở ra cửa lớn nhìn lão nhân hỏi lão nhân vội vàng mang theo nhân loại bên cạnh quỳ xuống lễ bái sau khi lễ bái xong mới chỉ hai thiếu nữ bên cạnh nói ma vương đại nhân đây là cô nương xinh đẹp nhất trong thành chúng ta, hy vọng ngài thích. Ngươi có ý gì? Chu Văn nhìn hai thiếu nữ bên người lão nhân kia một chút, bộ dáng họ tầm 17-18 tuổi, cực kỳ duyên dáng, mũi cao thẳng, hốc mắt tương đối sâu, con mắt rất lớn, điển hình tướng mạo người Tây Khu. Mái tóc thiếu nữ kia màu đỏ, thoạt nhìn có một loại phong tình, quyến rũ. Càng khiến người ta kinh ngạc là, hai thiếu nữ này lại giống như như đúc, là một đôi song bào thai ma vương đại nhân bảo hộ bất hối thành chúng ta nhiều năm như vậy để chúng ta không bị sinh vật ngoại giới ám hại bây giờ chúng ta báo đáp đại nhân ngài một chút mà đại vương ngài chưa mang theo thị nữ bên người tất nhiên có rất nhiều chuyện không tiện ngài có gì cần có thể trực tiếp phân phó các nàng lão nhân nói không cần chu văn lên tiếng cự tuyệt chu văn là người hiện đại tự nhiên theo chủ nghĩa bình đẳng nên không cần thiết người khác quỳ lạy hắn nguyên bản chu văn cho rằng hai thiếu nữ kia bởi không cần phục thị hắn mà cao hứng nhưng ai biết hai thiếu nữ kia nghe chu văn cự tuyệt vẻ mặt lại trở nên ảm đạm một thiếu nữ bên trong càng xông lên ông lấy bắp chân chu văn nói ma vương đại nhân cầu ngài cho chúng ta theo ngài đi làm trâu làm ngựa bất cứ chuyện gì đều có thể giao cho chúng ta làm cho dù ma vương đại nhân ngài để cho chúng ta đi chết chúng ta cũng cam tâm tình nguyện nếu như đại nhân ngài không thích chúng ta vậy hãy lấy đi tính mạng của chúng ta đi chúng ta nguyện ý trả giá hết thảy vì ma vương nhìn vẻ mặt chân thành tựa như điên cuồng mê muội của thiếu nữ kia chu văn cũng bó tay rồi nhìn ánh mắt kiên định của hai thiếu nữ kia nếu chu văn không để các nàng lại chỉ sợ các nàng sẽ tự sát ngay lập tức để hai người bọn họ lại ngươi đi đi chu văn nói với lão nhân kia ma vương đại nhân ngài nghỉ ngơi thật tốt tiểu nhân sẽ không quấy rầy ngài lúc này lão nhân kia mới thở dài không dám ngẩng đầu cứ cúi đầu thân người công lại thối lui ra khỏi mộ viên tên hai người các ngươi là gì chu văn đánh giá hai thiếu nữ kia hỏi ta là lệ ti còn muội muội ta nàng tên là lệ mổ thiếu nữ vừa rồi ôm chân chu văn chỉ muội muội nàng nói các ngươi biết làm gì chu văn lại hỏi chỉ cần ma vương đại nhân ngài phân phó chúng ta cái gì cũng làm được lệ ti và lệ mổ đồng thời cúi đầu nói gương mặt còn đỏ dị dạng nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha